Người chính là Tôn Ngộ Không. Có lẽ bà chính là Thiết Phiến công chúa. Tổ tổ, lão Tôn xin chào tổ tổ. Ai là tổ tổ của ngươi? Tôn phủ của Ngưu Mao Dương là huynh đệ kết nghĩa của ta. Nghe nói tổ tổ là vợ của Lệnh Ca, sao có thể không gọi là tổ tổ được chứ? Nếu đã có tình thân huynh đệ, tại sao ngươi còn hại con trai của ta? Dám hỏi Lệnh Lang là gì nào? Con trai ta là quả dân động thánh anh đại dương Hồng Hài Nhi. Nó đã bị ngươi hại, ta đặng tức không nên nào trả thù được. Thì ngươi đã tự đưa mạng tới đây. Ta quyết không tha cho ngươi. Tổ tổ vẫn chưa rõ chân tướng của vụ việc thì đã trách lão Tôn rồi. Chỉ vì Lệnh Lang bắt sư phụ của ta trước, vừa muốn hầm vừa muốn nấu, may mà Bồ Tát đã hàng phục được nó, như vậy mới cứu được sư phụ ta. Bây giờ nó đang ở chỗ của Bồ Tát, làm thiển tai đồng tử, đồng thọ với trời, nhất quyết đồng khánh. Tổ không cảm kích tôi, ngược lại còn trách móc tôi, làm gì có lý đó chứ. Tuy là không tổn thương thân thể của nó, nhưng đến bao giờ ta mới có thể gặp được nó đây? Tới bà giờ ta mới có thể đoàn tụ với nó. Tổ tổ muốn gặp Lệnh Lang thì có gì là khó. Tổ tổ hãy cho ta mượn quạt ba tiêu trước đi, để ta thổi diệt lửa đưa sư phụ ta qua núi. Tôi sẽ đến Nam Hải để ở Bồ Tát, mời con của tổ tổ đến đây gặp mặt tổ tổ. Thế chừng đó tổ tổ xem hắn có tổn thương gì thì mới tìm tôi tính sổ. Nếu như còn trong tốt tươi hơn ngày xưa thì tổ nên cảm kích tôi mới đúng. Con khỉ đột nhà ngươi chỉ biết mồm mép thôi. Ta cho người biết, người hãy đưa đầu ra trước để ta nhắm một nhát. Nếu như có thể chịu được đau thì cái quạt này ta cho, còn nếu không được thì đi gặp Dinh Dương đi. Không cần nói, lão Tôn sẽ đưa đầu qua bên đó, mặc cho tổ tổ chém bao nhiêu nhát, chém đến lúc tổ tổ hả giận thì mới thôi. Nhưng mà chỉ xin tổ tổ đem bảo quạt ra cho tôi mượn một chút. Xem đây. Tổ tổ, nếu vẫn chưa hả giận thì cứ chém thêm vài nhát đi. Nhìn bộ dạng của tổ tổ chắc là mệt mỏi lắm rồi, vậy xin cho tiểu đệ mượn bảo quạt đi. Ngươi đừng hòng. Tổ tổ, tổ không thể nói rồi nuốt lời đâu đó. Bởi vì đó là bảo bối của ta, ta không thể nào đưa cho ngươi được. Tổ tổ, tổ tổ là thân phận nữ gì, tôi cũng không nói với tổ được. Được rồi, bỏ đi. Ngưu đại ca có ở trong động hay không? Đó là bảo bối của ta, ta có cho ngươi mượn không, đó là chuyện của ta. Ngươi nhắc đến làm gì chứ? Cho ngươi biết, nếu ngươi còn không đi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tôi làm như vậy là nể mặt của Ngưu đại ca mới không chấp nhận với tổ thôi. Ngươi nhắc lần nữa xem. Tổ tổ, tổ hãy mau đưa quạt ba tiêu cho tôi mượn, nếu như không tôi sẽ không đi đâu. Người đừng có mơ. Diêm Dương, chúc mừng công chúa, cuối cùng đã trả được đại thù rồi. Phải đó, một bà con công chúa thôi, không biết con kỹ đã bay đến đâu rồi, có thể về được hay không, vẫn là điều còn chưa biết nữa đó. Đúng rồi công chúa, chuyện hôm nay có cần nói với đại dương không? Nói với đại dương à? Hai năm nay, ngay cả cái cơ động này hắn cũng không vào nửa bước. Đi tìm hắn, không phải từ chuốc lấy nhục hay sao? Công chúa, muội nghĩ không phải đại dương không muốn về lại đây, nhất định là con hồ ly tinh đó không chịu thả người. Công chúa và đại dương cứ chống đối như vậy thì có lợi ích gì chứ? Chỉ là tạo cơ hội cho con bạch diện hồ ly đó thôi. Ngươi muốn ta chủ động đi tìm hắn sao? Hôm nay công chúa chịu tủi nhục như vậy, người khác có hỏi tới, nếu ông ấy không biết, chỉ sợ còn đến trách công chúa là ông ta mất mặt nữa. Dù gì ông ta cũng là phu quân của người mà, không phải sao? Còn không thì cắt đứt quan hệ, có xảy ra chuyện gì ông ta có thể không cần biết gì, không hay không biết nữa. Đúng vậy, trừ khi công chúa không cần phu quân đó nữa, nếu không thì không thể để ông ấy đứng ngoài nhìn được. Cơn gió này sao lợi hại vậy chứ? Lão Tôn ta đã lộn mấy vòng cũng không ngừng lại được nữa. Quý rồi trời sáng bị thổi đến khi trời tối bay bao xa rồi. Ôi lợi hại thật.
Đứng lại! Bà nương thối ở đâu đến vậy? Đến đây gõ cửa nạp mạng sao? Đúng chẳng là chủ đào tớ nấy cái miệng thối như vậy. Đi nói với con trâu đó một tiếng, bà đi đừng đợi hắn ở đây. Dựa vào đâu muốn gặp đại dương của ta chứ? Bà cút đi, nếu không ta không có sáo với người. Chẳng lẽ là con trâu đó không có ở bên trong đi tìm vợ nhỏ sao? Bây giờ con hồ ly tinh đó cũng thất sủng rồi sao? Miệng của ai mà hôi như vậy? Trời ơi, hôm nay ngọn gió nào vậy? Sao lại thổi một cái mùi dày thối muốn chết đến đây chứ? Suýt chút nữa làm người ta muốn ngất xỉu luôn. Bình sinh ta sợ nhất là mùi hồ ly thối, toàn thân đều bốc mùi hôi. Hôm nay ta đến đây rồi, dù ta có bị thối chết ta cũng phải vào bên trong xem thử. Ở đây là nhà của ta, không có sự đồng ý của ta không ai được phép vào trong. Nếu ai dám cản ta, ta sẽ đưa kẻ đó đi chết. Trời ơi, mỹ nhân rót rượu, rót rượu. Được rồi, rót, rót rượu, rót rượu. Rót đi, rượu ngon. Đã lâu không gặp. Phu nhân, sao nàng lại đến đây? Đúng là phu quân sắp cuộc sống thần tiên cực lạc ở đây, tôi không nên đến đây làm phiền. Nhưng mà hôm nay tôi bị người khác bắt nạt, tôi sợ không nói cho ông biết sau này ông sẽ bị người ta chê cười. Bắt nạt? Ai bắt nạt nàng? Tên nào dám bắt nạt nàng, ta sẽ liều dám. Chẳng phải tên Tôn Ngộ Không 500 năm trước kết nghĩa huynh đệ với ông hay sao? Hắn trước là hại con trai chúng ta, để nó ở cái nơi Nam Hải đó, không có được cha mẹ chăm sóc, cũng không có ai làm chủ. Đứa con đáng thương của tôi. Cái thằng bé này tuy rằng có bản lĩnh đầy mình, nhưng mà dù gì cũng còn quá nhỏ, ta không nên lơ là cho nó đi trong coi Hiểu Sơn. Bây giờ bị Quan Âm bắt đi rồi, Phật yêu đi hai đường, không thể giống như trước đây muốn gặp là gặp, muốn ôm là ôm. Đứa con đáng thương của ta. Hồng Hài Nhi bị Quan Âm bắt đi đã là chuyện xưa cũ từ lúc nào rồi? Yêu quái trong thiên hạ đều biết rất rõ, cũng đáng để chạy đến đây khóc lóc hay sao? Chuyện của nhà chúng tôi không cần người ngoài xen vào. Đúng đúng đúng, làm văn chương cũng phải có bố cục trước chứ. Để ta nghe thử xem chừng nào bà mới vô ý chính. Đúng đúng đúng, chẳng phải hôm nay có người bắt nạt nàng sao? Là tên Tôn Ngộ Không đó hả? Chẳng là tên Tôn Ngộ Không đó. Hắn chạy tới cửa động để mượn quạt gì đó của tôi. Tôi thật sự không phải là đối thủ của hắn. Đã đánh với hắn mấy hiệp, lần thì đau, hai thì mỏi, còn xích chút nữa bị mất mạng rồi. Cái tên Tôn Ngộ Không này, tục ngữ có nói đánh chó thì cũng phải nể mặt chủ nhà. Hắn không nghĩ điều gì cũng phải nghĩ đến giao tình 500 năm của chúng tôi chứ. Năm xưa chúng tôi đã vào sinh ra tử, cùng nhau giết thiên binh, đã chết biết bao nhiêu ngu tử ngu tôn. Con khỉ đột đó đang yên lành thì tìm đến động phá làm gì chứ? Chẳng lẽ Đường Tăng cũng muốn đến động Ba Tiêu ở sao? Phải đó phu nhân, câu này không có sai. Sao hắn lại tự nhiên tìm đến kiếm chuyện? Hắn tới muốn mượn quạt Ba Tiêu. Ông coi, tôi ở nhà một mình, ở nhà không ai làm chủ, rất đáng thương rồi. Hắn còn đến sỉ nhục tôi. Hắn nói tôi là thân phận nữ nhi, không nói với tôi, nhất định phải nói với ông. Bảo mối đó vốn dĩ là đồ của tôi mà, cho mượn hay không là do tôi làm chủ. Chỉ là tôi đáng thương, đáng thương đến nỗi không có ai để có thể cho mình dựa dẫm. Ông còn xem tôi là vợ của ông hay không vậy? Trời ơi phu nhân, nàng đừng có khóc nữa mà. Nàng nghe ta nói là phu nhân à? Trời ơi phu nhân, thật
Nghe người ta nói tên Ngộ Không đó bản lĩnh thông thiên, sao tỷ tỷ có thể toàn thân rút lui được chứ? Chẳng lẽ là tỷ tỷ thật sự đã đem quạt ba tiêu hai tay dâng lên mới có thể giữ được mạng sống mà tới đây sao? Ờ, phải rồi phu nhân, nàng cho hắn mượn quạt một lát là chẳng phải xong rồi sao? Hả? Thiếp cho quạt hắn một cái, vậy thì đã xong rồi. Tới giờ này không biết bị quạt bay đến chân trời góc biển nào gặp Diêm Vương rồi cũng nên, chẳng lẽ còn chạy tới đòi mạng sao? Theo tôi thấy chẳng qua là tỷ tỷ muốn mượn cớ đến đây gặp đại dương nhõng nhẽo thôi. Mục đích chẳng phải là muốn đại dương chúng tôi trở về bên cạnh tỷ sao? Chết cái sao như vậy, đừng giống làm giác. Trời ơi, thôi không biết làm sao. Đại dương, đại dương, lúc nãy cô ta còn không nhấc tay lên nổi, bây giờ cô ta đánh thần thiếp lại nhấc tay lên được rồi. Cô ta đến đánh thiếp thật là hiếp người quá đáng mà đại dương. Phu nhân, nàng đừng có động thủ hả, đừng có động thủ, giờ nàng làm rách mặt cũng đâu có tốt cho ai. Đại dương, thiếp cũng biết bây giờ trong lòng chàng khó xử, thiếp cũng không muốn làm người phụ nữ không hiểu lý lẽ. Trong lòng đại dương yêu ai thì cứ đến bên cạnh người đó đi. Trời ơi, dù gì thiếp cũng ở cùng chàng 2 năm rồi, chàng nhìn thấy thiếp cũng chán rồi. Ai bảo trước đây là do tự thiếp phải lòng chàng, thiếp bám lấy chàng, tự thiếp chuốc lấy thôi, thiếp không trách người khác. Đại dương, chàng quyết định đại đi, nhanh lên để mình thiếp cho xong. Trời ơi, mỹ nhân, ta nói ta sẽ đi lúc nào? Hả, mỹ nhân, nàng đừng có buồn, đừng đau lòng mà, mỹ nhân. Ngô Ba Dương! Hả? Ông bị qua mắt rồi sao? Ông không thấy đường hay sao? Ả đàn bà này dùng thoái lập tiếng, ả làm cho thần trí ông mê mẩn hết rồi. Ông còn đi với ả ta nữa, ông biến thành một con trâu ngu ngốc rồi hay sao chứ? Xem chồng là trời, chẳng lẽ thiếp sai sao? Thiếp phiến, con khỉ bắt nạt nàng là không nể mặt ta. Hôm nay nàng đánh tiểu thiếp ở trước mặt ta là càng không nể mặt ta. Ta niệm tình hai chúng ta là phu thê, nàng đến như thế nào thì đi về như vậy đi. Giỏi cho tên Ngô Ma Dương nhà ngươi, đàn ông khi một lòng thay dạ, cho dù có chính con trâu cũng kéo không về. Trước đây ta liền tình với chúng ta còn có đứa con Hồng Hải Nhi, còn có liên kết. Bây giờ ngay cả Hồng Hải Nhi cũng không còn nữa. Tình cảm phu thê giữa chúng ta sẽ cắt đứt từ đây. Thiên Phiên, cô nhớ đó, là tôi cắt đứt với cô, là tôi bỏ cô trước đó. Muốn đứt cũng Dương là ta, chứ không phải là cô. Đại Dương, Cô hãy nhớ đó nghe không, là tôi thôi cô trước, đừng có đi nói năng bậy bạ. Tôi cho cô biết, tôi thôi cô trước đó. Người đàn bà này dùng một cái quạt quạt lão tôn bay đi xa như vậy quả nhiên là quá lợi hại. Ngọn gió cũng lợi hại, lại để cho lão tôn ta lộn cả một đêm ở trong cơn gió lớn. Đây là nơi nào vậy? Sao nhìn thấy hơi quen quen? Ngươi là hòa thượng quan từ đâu tới vậy? Hòa thượng quan gì chứ, Tôn Ngộ Không ta là cao tăng có đạo. Nè, nghe ta hỏi đây, nơi này chắc là Thuận Mê Sơn, là đạo trường của Linh Các Bồ Tát có đúng không? Nếu như ngươi đã biết, sao còn hỗn láo như vậy? Biết thì không được hỗn láo hả? Mà đi thông báo nhanh lên, nói là có Tôn Ngộ Không đến thăm với ông ấy. Ngươi, Tôn Ngộ Không. Không phiền ngươi chạy đi phí sức, để ta tự đi. Nè, ngươi Sư Tôn à. Sư Tôn à, con khỉ đại náo thiên cung tới rồi. Đại thánh, ngài đã uống say rượu hay là đi lạc đường rồi? Ngài không đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, sao lại đến Thuận Mê Sơn của ta vậy? Nơi này của ta không có kinh cho ngài đâu. Không phải, tôi là vì đi đường quá nhiều rồi, chán quá, muốn tới đây xin ông ly trà uống thôi. Tôi không có trà cho ngài, ngài đến nơi khác xin đi. Nè, lão đầu à,
Tôi nói đùa với ông chơi thôi, ông đừng có coi là thật chứ. Chẳng giấu gì ông, tôi là bị gió thổi tới đây thôi. Vậy thì dễ rồi, tôi sẽ làm một cơn gió đưa người về chẳng phải được rồi sao? Tôi không có ý đó. Gió đó rất lợi hại. Hả? Quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa đó là linh bảo của trời đất. Từ khi trời đất mở ra, nằm ở sau núi Côn Luân là Thái Dương và Tinh Điệp. Vì vậy dập được quả khí, nếu như quạt trúng người, vậy thì phải bay trong gió suốt 8 vạn 8 ngàn dặm. Núi của ta đến Quả Diệm Sơn chỉ có hơn 5 vạn dặm. Đó là vì đại thánh có bản lĩnh lưu dân. Nếu đổi lại là người khác, ta sợ tới bây giờ vẫn chưa ngừng lại được đâu. Lợi hại, quá nhiên là lợi hại. Nhưng mà muốn bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh phải vượt qua Quả Diệm Sơn. Ngộ Không à, cây quạt này ngài vẫn phải đi mượn. Việc này Bồ Tát không gần gũi được, không thể mượn được đâu. Đại thánh an tâm, ngài đến nơi này cũng là duyên pháp của đường tăng, nên để đại thánh thành công. Bồ Tát xin chỉ giáo, xin chỉ giáo. Năm xưa ta nhận giáo chỉ Như Lai cho ta một viên đỉnh phong đan. Ngài hãy lấy cây quạt đó, quạt tắt ngọn lửa, bảo vệ sư phụ đi Tây Thiền. Cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Bồ Tát nhiều. Bồ Tát bảo điều cho tôi đi. Công chúa, nếu trong lòng người còn có đại dương thì không nên nói tuyệt tình như vậy. Ông ta đã không thể nào hồi tâm chuyển ý nữa rồi. Xem ra thì nô tỳ khuyên công chúa đi gặp đại dương là đã hại công chúa rồi. Như vậy cũng tốt, một gia cắt đứt như vậy để khỏi sống không rõ ràng, sống mà như chết. Công chúa nói hơi sớm đó. Đại dương và công chúa đã làm phu thê trên 300 năm, ở cùng Ngọc Diện công chúa chẳng qua mới có 2 năm, đương nhiên là còn cảm thấy mới mẻ. Thêm một thời gian nữa nói không chừng sẽ chán thôi, lại muốn trở về bên cạnh công chúa. Chẳng lẽ công chúa thật sự không mở cửa sao? Được rồi, được rồi, được rồi, đừng nhắc đến chuyện con trâu đó nữa, đầu ta đau lắm rồi. Công chúa, không xong, không xong rồi, Tông hầu tử lại mượn quạt nữa rồi. Tới nữa rồi. Tẩu tẩu, tiểu đệ xin chào tẩu tẩu. Ngươi lại tới làm phiền ta, ngươi không sợ chết sao? Có kìa, tẩu tẩu, tẩu tẩu đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Tẩu cho tiểu đệ mượn cây quạt ba tiêu dùng một chút, đợi tôi đưa đường tăng qua núi tự biết trả lại cho tẩu. Lão tôn ta trước nay là người có uy tín, tẩu tẩu cứ việc yên tâm. Đợi ta đưa ngươi đến chỗ của Diêm Dương rồi cho ngươi mượn cũng không muộn. Tôi khuyên tẩu tẩu đừng có phí sức nữa, đâu phải tẩu tẩu chưa lĩnh giáo qua bản lĩnh của tiểu đệ đây. Tôi khuyên tẩu tẩu hãy giao quạt cho ta mượn đi. Ngươi đừng không biết. Tẩu tẩu đừng có lấy quạt quạt đệ nữa mà tẩu tẩu, đệ sợ lắm. Muốn rồi. Quạt đi, quạt đi, quạt nữa đi, quạt nữa đi, mát lắm, mát lắm. Quạt nữa đi, mát lắm, mát lắm. Quạt đi, quạt đi. Quạt nữa đi. Mát quá, mát quá. Sao lại như vậy chứ? Tẩu tẩu. Tẩu tẩu nhìn đi, tẩu tẩu có bảo bối, tôi cũng có bảo bối vậy. Đây là đỉnh phong đơn. Tẩu tẩu à, tẩu hãy đưa quạt ba tiêu cho ta mượn. Hả? Ngươi đừng hòng rút. Đóng chặt cửa lại, để tránh con khỉ đó đến đây gây rối nữa. Dạ. Dạ. Ta khát quá, rót trà cho ta đi. Dạ. Công chúa, con khỉ đó đi đâu lấy định phong hoàng vậy? Đó là thứ gì? Sao quạt không bay được chứ? Muốn đối phó với ta, đừng hòng. Càng như vậy, ta càng không cho hắn mượn đâu. Đúng, tuyệt đối không thể đưa cho hắn.
Tào Tháo, cho tôi mượn quạt dùng chút đi. Tôn Ngộ Không hả? Tôn Ngộ Không ở đâu vậy? Người mau ra đây. Tẩu tẩu, tôi đang ở trong nhà của tẩu tẩu đi. Hả? Người đang ở đâu? Tẩu tẩu, tôi đang ở đây nè. Ấy, hình như là hắn đang nói chuyện trong cơ thể của công chúa. Trên người ta hả? Đúng vậy. Trên người ta hả? Con khỉ nhà ngươi, ngươi bò lên người ta làm gì chứ? Ngươi trốn ở đâu rồi? Hại ta hả? Ngươi ở đâu? Tẩu tẩu à, lão tôn ta sinh ra vốn không biết dở trò, chỉ dùng bản lĩnh thật của mình thôi. Bây giờ ta đang ở trong bụng của tẩu tẩu đây. Tim gan tạng phổi của tẩu tẩu ta đã thấy hết luôn rồi. Màu sắc của ruột thật là tươi nghe, nhưng mà mùi vị thì hơi tệ một chút. Để lão tôn ta chẩn đoán giúp tẩu tẩu nghe. Gan khí bị ứ, gan quả phiến cuồng, tâm trạng phải thả lỏng mới được. Cái con kỳ độn này đau bụng ta làm gì chứ? Nhưng mà ở đây cũng không tệ, không nóng mà cũng không lạnh. Nhưng mà không được, như vậy sẽ bị bỏng đó. Không được, là như vậy không được. Vậy phải làm sao đây chủ? Nhưng mà làm sao bây giờ đây? Công chúa làm sao bây giờ? Móc đi công chúa, đi công chúa. Móc, móc, móc. Ê, tẩu tẩu, tẩu tẩu đã bao lâu không ăn uống rồi? Ở trong bao tử ngoài men ra thì không thấy thứ gì hết. Như vậy thì làm sao mà nôn ra được đây? Tôi biết cô đang đói khát. Để lão tôn ta nấu một chén canh chua cho tẩu tẩu nha. Cha, 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 cha. Có ói ra được không công chúa? Ói ra được công chúa? Trời ơi, đau lên công chúa. Ói ra đi. Tẩu tẩu, không cần khách sáo. Lão tôn ta sẽ tặng tẩu tẩu thêm một chút đồ ngọt nữa đi. Sao rồi công chúa thấy sao? Sao trả thấy đỡ chứ? Hay là uống nước đi? Đau rồi. Công chúa, ta biết cách đi. Công chúa, uống. Nè, ta không uống đâu. Ây da, ta không khát, không khát đâu. Nè, để công chúa, công chúa ơi, phải làm sao? Hay là đâm đi, công chúa, đâm đi. Đâm người, đâm người đi. Trời ơi, công chúa, bây giờ phải làm sao đây? Công chúa, công chúa. Công chúa, nếu không sẽ chết rồi. Công chúa, bây giờ phải làm sao? Công chúa, con cầu xin hắn. Công chúa, con cầu xin hắn đi mà. Công chúa, nếu không sẽ bị đứt ruột. Công chúa à, bây giờ phải làm sao? Công chúa, hay là gian xin hắn đi. Gian xin hắn giải ra đi. Nếu không sẽ bị đứt ruột. Công chúa à, gian xin hắn đi. Tẩu tẩu à, mau đưa quạt ba tiêu cho ta mượn đi. Được, 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 ta cho. Sao rồi? Ta cho. Ta cho, ta cho. Thảo Túc Túc, Thảo Hiền Đệ. Cha. Túc Túc, bà lấy quạt ra rồi. Tẩu tẩu, tẩu tẩu nói chuyện phải giữ lấy lời đó. Công chúa rồi. Đương nhiên giữ lời rồi, cái lời của đệ trong nhà ta. Tẩu tẩu còn lừa được sao chứ? Mở ra đi. Mở miệng ra để ta xem trước cái đã. Ra đi đi. Đại Thánh Gia Gia, ngài mau ra đi. Hoặc đã lấy ra rồi, ngài xem nè. Coi như tẩu tẩu cũng biết điều. Được rồi, tẩu mau mở miệng ra, ta sẽ bay ra ngoài đi. Trời ơi. Tẩu tẩu, tiểu đệ đã đắc tội rồi. Ta sợ ngươi rồi đó. Tẩu tẩu, đợi cho tiểu đệ dập lửa quả diệm sơn xong rồi sẽ lập tức quay lại đem quạt trả lại cho tẩu tẩu thôi. Ngươi đừng quay lại nữa. Lão tôn ta cáo từ. Cảm ơn, cảm ơn. Công chúa, tên Tôn Ngộ Không trúng kế rồi. Nhưng hắn dập tắt lửa quả diệm sơn, tới lúc đó quạt ba tiêu của ta chẳng phải thành phế vật sao? Vậy tất cả mọi người sẽ không tới bá tế ta nữa rồi. Vậy thì ta chỉ còn một mình cô đơn quạnh quẻ, sẽ bị tất cả mọi người quên đi một cách sạch sẽ rồi. Cái con khỉ này thật sự là càng ngày càng vô dụng rồi. Chẳng phải nói lộn một vòng là đi 10 vạn 8 ngàn dặm, đi ngày ăn đêm rồi chưa thấy hắn về nữa. Xem ra thí phiến công chúa cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Cây quạt là sao có thể dễ dàng mượn được vậy chứ? Theo tính khí của hầu ca, không quen hạ thấp giọng với người khác, nói không được hai câu cãi giả với người ta rồi, người ta làm sao có thể cho mượn được chứ. Để lão trư này đi còn hơn. Nè nhị sư huynh, huynh bớt nói vài câu đi, không thấy sư phụ đang lo lắng cho đại sư huynh sao? Mau đi đi. Sư phụ, con thấy sư phụ thầy đừng có lo nữa, hay là để lão trư còn đi chuyến đi. Các con đừng nói nữa, mau nhìn bên đó. Hả? Sư phụ, con đã về rồi đây.
Sư phụ, à? Sư phụ nhìn đây. Một không sư huynh, mới được quả thôi hả? Di Đà Phật, mau lên đường đi. Thiết phiến tiên đó là thê tử của Ngưu Ma Dương, chỉ chẳng phải là mẹ của Hồng Hài Nhi sao? Đúng rồi, cũng là một người không biết phân biệt tốt xấu gì hết. Gì, Hồng Hài Nhi thật là một đứa hỗn lắm. Nếu như bà ta hiểu chuyện thì không còn là bà La Sát, mà là một nữ Bồ Tát. Bởi vậy bà ta đáng bị đại sư huynh hành hạ một trận. Rượu mà không uống, uống rượu phạt. Đúng vậy. Đó là trái tim của người làm cha mẹ. Nếu như đại sư huynh từng làm cha mẹ thì sẽ biết lòng của người ta đau đớn cỡ nào. Đâu có nỡ. Im đi, im đi, im đi. Thì phiên công chúa đó bị chồng bỏ rơi, khó trách trong lòng oán hận. Ngưu Ma Dương nói gì thì cũng là người có tình có nghĩa, tại sao lại hành động vô tình với vợ của mình như vậy chứ? Đó mới là nhân sự vô thường. Nhân tâm thiện biến đó. Đúng vậy đó. Cũng đã 500 năm rồi, huynh đâu có gặp mặt hắn, làm sao huynh biết được hắn trở nên thế nào? Nếu là bằng hữu tốt thật sự thì sẽ không thay đổi theo thời gian đâu. Tục ngữ nói đúng lắm, tiền tài quyền thế làm cho con người thay đổi. Còn câu gì nữa nè, anh hùng không qua ải mỹ nhân. Ta thấy vị Thiết Phiến công chúa cũng có chút đáng thương. Nếu như thỉnh được chân kinh chỉ điểm cho bà ta một con đường sáng, đừng để tâm tư của mình chỉ đặt vào người đàn ông. Đúng đó, nếu lúc xưa bà ta có thể một lòng để tâm đến đứa con trai Hồng Hài Nhi thì cũng không đến nỗi mẫu tử phân ly rồi. Cũng không thể trách bà ta, người bà Dương đó bị đường sắc mê hoặc, dứt bỏ một gia đình tốt như vậy nên mới có kết quả như vậy thôi. Sư phụ, nhưng mà Hồng Hài Nhi được Quan Âm thu nhận, đó là một kết cục rất tốt đó. Thử hỏi thiên hạ có được bao nhiêu đứa bé có tạo hóa này chứ có thể gặp được Quan Âm Bồ Tát. Dạ phải đó, đại đa số đều là quan giả, để ngu đầu mãi diện thu đi thì nhiều. Trời ơi, nóng chết lão sư rồi. Ở đây là Quả Diệm Sơn rồi. Hèn gì à, nè Nhị Sư Huynh, huynh nhìn xem. Cả bầu trời đều là một màu đỏ rực. Màu đỏ rực, ta cũng sắp đỏ rồi nè. Cả một biển lửa. Quy nghi khủng tráng thật. Trời ơi sư phụ, thầy còn hùng tráng cái gì nữa, lão trư con đây cũng sắp bị nướng chín luôn rồi nè. Bây giờ mọi người hãy nghỉ ngơi đây một lát, để lão tôn ta đi dập tắt lửa Quả Diệm Sơn, đợi mặt đất nguội rồi chúng ta sẽ lên đường. Đúng 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 á, sư huynh, huynh mau đi quạt đi, đừng có tiết kiệm sức lực heo, quạt thêm vài cái hơn. Hey!
Ôi trời, trời ơi. Trời ơi. Vĩ Sư Huynh, trời ơi. Sao bỏ xuống vậy? Hả? Hả? Trời ơi, sư phụ con đã nhặt được cái mạng này lại rồi. Thầy coi, chân của con chạy đến nỗi sắp gãy luôn rồi nè. Con khỉ đang chết đó. Huynh ấy đem cái quạt gì về vậy không biết nữa. Sư phụ, sư phụ à, con thấy con khỉ này thật sự không có ý tốt gì đâu sư phụ. Sư phụ à, thầy thấy không, con khỉ này không có ý tốt gì đâu, có ý muốn đốt chết chúng ta đó. Nè vị sư huynh, đại sư huynh bị đốt như vậy huynh không hỏi còn ở đây quán trách, có lẽ bà la sát nó giở trò lừa đại sư huynh rồi. Sư phụ, sư phụ. Đồ không, con không sao chứ? Sư phụ, con không có sao. Sư phụ yên tâm đi, con không sao đâu, con không sao đâu. Hả? À, thổ địa đâu? Tiểu thần thổ địa tham kiến đại thánh. Người nghe ta hỏi đi, lửa ở đây tại sao ta quạt không tắt được vậy? Muốn dập tắt được lửa ở đây thì phải đi mượn quạt ba tiêu của bà La Sát. Quạt ba tiêu à? Thứ lúc nãy ta cầm không phải là quạt ba tiêu sao? Đại thánh bị bà ta lừa rồi, đây là một cây quạt giả thôi. Quạt giả hả? Vậy thì ta phải làm sao mới lấy được cây quạt thật? Nếu muốn lấy được quạt thật, cần phải xin đại lực dương, tức là Ngưu Ma Dương. Ngưu Ma Dương. À, thì ra chính là do Ngưu Ma Dương phúc quả, giả danh Quả Diễm Sơn à. Hey, không phải, không phải đại thánh. Nếu đại thánh chịu thứ tội cho tiểu thần, thần mới dám nói. Có gì mà ngươi không dám nói chứ? Cứ việc nói đi. Ngọn lửa này là do đại thánh làm đó. Ngươi nói láo. Lão tôn ta có khi nào là người phóng quả chứ? Đại thánh ngài không nhận ra tôi rồi. Ở đây trước kia không có núi. Chính vì 500 năm trước, lúc đại thánh đại náo thiên cung, bị hiển thánh bắt giữ, nhốt chỗ lão quân, đưa đại thánh vào trong lò bát quái. Sau khi mở nắp lò ra, đã bị ngài đập đổ lò đan, rớt vài viên gạch xuống, bên trong còn lửa, đến nơi này quá thành quả diệm sơn. Tôi vốn là đạo nhân giữ lò của lão quân, lão quân trách tôi thức trách, giáng xuống nơi này để làm thổ địa quả diệm sơn. Hèn gì ông ăn mặc như vậy, thì ra ông là đạo sĩ biến thành thổ địa hả? Vậy ta hỏi ông, làm sao mới tìm được tên Ngưu Ma Dương đó đi? Ngưu Ma Dương đó là chồng của bà La Sát. Hắn hiện ở Tích Lôi Sơn Ma Dân Động, có một dạng tuế hồ dương. Hồ dương đó sau khi chết để lại một người con gái gọi là Ngọc Diện công chúa. Công chúa đó có rất nhiều của cải không ai trông giữ. 2 năm trước thấy Ngưu Ma Dương thần thông quảng đại, tình nguyện đem hết của cải lấy Ngưu Ma Dương làm chồng đó. Sư phụ đã nghe thấy chưa? Quả nhiên là tên Ngưu Ma Dương đó đã bị Ngọc Diện hồ ly đó mê hoặc rồi. Hả? Hồ ly tinh. Con còn tưởng là lời mắng người nữa chứ. Ngưu Ma Dương đó sau khi bỏ rơi bà La Sát đã lâu không về. Nếu đại thánh tìm được Ngưu Ma Dương, xin hắn tới đây, có lẽ sẽ mượn được quạt. Một là quạt hết khói lửa bảo vệ sư phụ ngài lên đường. 2 là quả quạt không còn bảo vệ sinh linh nơi này. 3 là đưa tôi về trời, hoàn thành pháp chỉ lão quân. Vậy ta hỏi ngươi, Tích Lôi Sơn cách đây bao xa, phải đi bao nhiêu dặm đường vậy? Thì đi về hướng nam, từ đây tới đó hơn 3.000 dặm. Người vợ thê lương của chàng có phải không? Làm gì mà nhớ cô ta? Ta đang nghĩ về con khỉ đó đó. Con khỉ đột đó có gì để nghĩ chứ? Ta nghĩ hắn không phải là một tên dễ đối phó đâu, chỉ sợ hắn không dễ dàng bỏ qua em vậy thôi. Vậy chàng sợ hắn đi gây phiền phức cho bà La Sát kia, hay là tới tìm chàng trút giận hả? Nghĩ lại 500 năm trước khi hắn bị Phật tổ đè dưới Ngũ Hành Sơn, 72 yêu vương bọn ta không ai không lo lắng cho hắn. Thật không ngờ sau khi hắn thoát được nạn, lại còn đi vào Phật môn bán mạng cho Phật tổ. Huynh đệ tốt như vậy lại trở thành kẻ đối đầu Phật mà bất lưỡng lập chứ. Theo thiếp thấy thì đại dương chàng quá trọng tình trọng nghĩa rồi. Con khỉ đó đã vào Phật môn thì tự phong chính tôn, trong mắt làm gì còn có chàng chứ. Đừng nói là Hồng Hài Nhi đã bị quỷ đời, Bạch Điêu Tinh đó cũng bị hắn diệt luôn rồi. À đúng rồi, Phiên Phiên cô nương mặc áo trắng đó chẳng phải là người trong 7 huynh đệ tỉ muội kết nghĩa của chàng sao? Cuối cùng có kết cục gì chứ?
nghe nói đã bị hắn đánh chết rồi, sau đó trở thành bạch cốt tinh, cuối cùng bị hắn đánh liên tục 3 lần mà không chết. Ai, cuối cùng đã bị hắn ép đến phải tự thiêu mình, chỉ còn lại một đống xương trắng, hồn bay phách tán. Uổng công chàng còn nhớ chuyện năm xưa cùng hắn đối kháng thiên binh, có tin là nếu bây giờ thiên binh đến bắt chàng, hắn nhất định sẽ giúp cho thiên binh đối phó chàng. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa. Thiếp chỉ muốn tốt cho chàng thôi mà. Thôi nói đủ rồi, nàng đừng nói nữa, nghe không hiểu à? Được, mặc kệ chàng sống chết, thiếp không nói nữa. Nàng. Nữ Bồ Tát, tiểu tăng xin kính chào nữ Bồ Tát. Ngươi là ai hả? Hả? Ta từ Thúy Dân Sơn tới đây, lần đầu đến đây không biết đường đi, muốn tới hỏi nữ Bồ Tát nơi này có phải là Tích Lôi Sơn không? Phải thì sao? À, vậy có Ma Vân Động không biết nằm ở nơi nào vậy? Ngươi tìm động đó để làm gì? Tôi ở động Ba Tiêu do Thiết Phiến công chúa nhờ tới đây tìm Ngưu Ma Dương đó. Ả tiện nhân đó còn không biết xấu hổ. Từ khi Ngưu Dương đến nhà ta chưa đầy 2 năm, không biết đã tặng cho ả bao nhiêu là ngọc ngà châu báu rồi. Năm đưa củi, tháng đưa gạo, ung dung tự tại hưởng thụ, còn không biết nhục. Ha, vài ngày trước còn đến đây gây một trận, bản thân còn nói cắt đứt quan hệ, bây giờ lại tìm ngươi đến đây làm cái gì nữa? À, thì ra ngươi chính là Ngọc Diện công chúa đây à. Ngươi đã dùng cả gia tài mà mua chuộc Cưu Ba Dương, ngươi là ả tiện nhân dùng tiền để mua cho người ta, còn dám ở đây mắng chửi người khác. Người dám mắng ta? Muốn chạy à? Thôi quá. Ôi, đúng là hồ ly tinh rồi. Mở cửa. Đại dương, không xong rồi đại dương, không xong rồi. Mỹ Nhân, sao mặt mày nàng tái mét vậy? Ta đánh chết tên ôn ngưu nhà ngươi, ta đánh chết tên ôn ngưu này, đánh chết tên ôn ngưu chàng. Chuyện lúc nãy là do ta không phải, Mỹ Nhân muốn đánh thì cứ đánh, nhưng mà nàng đừng có khóc, đúng không? Nàng khóc ta đau lòng lắm. Tiếp gì không có chỗ dựa dẫm, nhờ vào chàng bảo vệ cho tiếp. Giang hồ đều nói chàng là bậc anh hùng hảo hán. Thật không ngờ chàng lại là một tên yếu đuối sợ vợ. Trước đây chàng chỉ là diễn tuồng trước mặt thiếp thôi, có đúng vậy không? Ai ngờ sau lưng thiếp các người lại qua lại lén lút là sao? Số thiếp thiệt là khổ mà. Trời ơi, đang yên lành mà nàng nhắc chuyện này làm cái gì? Ta lại làm gì đắc tội với Mỹ Nhân rồi? Nếu nàng không vừa ý nàng cứ từ từ nói ra, ta sẽ xin lỗi nàng là được rồi. Ả tiện nhân Thiết Phiến phái tên mặt lông mày lá hung tợn đến mời Ngưu Dương, bị thiếp nói vài câu thôi, hắn đã cầm gậy lên đánh đuổi thiếp. Nếu không phải là thiếp chạy nhanh thì sớm trở thành con ma dưới côn của hắn rồi. Đây chẳng phải là chàng đã gây họa hại đến thiếp sao? Vậy thì không đúng à. Chuyện này có điểm kỳ quặc rồi. Và thề đó của ta, tu trì từ nhỏ cũng xem như là một tiên nữ đắc đạo mà, trị gia nghiêm ngặt, trong nhà không một đồng tử nào, ở đâu ra một tên hòa thượng lông lá hung tợn? Chuyện này rõ ràng là có người nào đó đã giả danh muốn đến đây gây thị phi đây. Không được, hãy dẫn ta đi xem thử. Người đâu, lấy binh khí cho ta. Là tên hòa thượng hung tợn nào? Ở đâu? Ngô đại ca, Ngô đại ca là tiểu đệ đây. Huynh còn nhớ đệ hay không?
Thì ra ngươi là tên hòa thượng mặt mày lông lá hung tợn đó hả? Vừa mới nói đến tên hòa thượng mặt mày lông lá hung tợn, ta đã nghĩ ngay đến ngươi từ lâu rồi. Tôi ngủ không, ngươi quy y Phật môn bây giờ đã là một hòa thượng rồi. Cô đại ca huynh cũng đã khác xưa lắm rồi hả? Xưng bá một phương, khí khái oai phong lẫm liệt, phong thái hơn năm xưa rất nhiều. Đây thật là chuyện đáng chúc mừng. Điều này không sai, ta đã tu hành 500 năm, đã không còn là tiểu yêu vương trước đây ở Hoa Quả Sơn để ngươi sai bảo đi đánh tiên phong nữa rồi. Nhưng mà hiền đệ ngươi á, năm xưa có cuộc sống tốt đẹp á, thì không chịu á, cứ nhất định phải lên trời làm thần tiên gì đó, thiên binh thiên tướng đến bắt ngươi. Bây giờ ngươi không quán Như Lai Phật Tổ đè ngươi 500 năm, cam tâm quy y Phật môn là một tiểu nô tài để bị sai vặt. Đó cũng là một hình thức để tu luyện thôi mà, gọi là tu thân dưỡng tánh. Ngươi hãy thôi đi, ngươi cam tâm dưới trướng người khác, bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, còn hại tiểu ngu nhi thánh anh của ta làm gì? Ta đang rất hận ngươi đây, còn dám nạp mạng tới à? Ngưu đại ca, hiện giờ Lệnh Lang đã theo Bồ Tát được làm thiện tài đồng tử rồi. Tốt hơn huynh đệ chúng ta nhiều lần hưởng cực lạc chi môn, được vĩnh thọ tiêu diêu mãi mãi, sao lại nói là để hại nó chứ? Mấy ngày trước đây đệ đã gặp lại nó, thấy nó hiểu biết hơn trước rất nhiều. Có Bồ Tát dạy dỗ nó, quệ âm sứ giả ở cùng nó, còn nói là tiểu long nữ chơi cùng nó nữa vẫn tốt hơn đi theo huynh nhiều, phải sống theo sắc mặt của con hồ lý tính. Còn hồ tôn kia mắng ai thiếp trước mặt ta, mối thù hại con ta có thể bỏ qua, nhưng mà người đánh ai thiếp của ta ép đến sơn môn là có lý do gì nữa? Chỉ vì tiểu đệ bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh bị quả diễm sơn cản, sau đó nghe nói tẩu tẩu có một cây quạt ba tiêu, muốn tới đó mượn một chút, không ngờ đi bái kiến tẩu tẩu, tẩu tẩu lại không chịu thương tình. Nên đến cầu kiến Ngưu đại ca một chút nè, để mặc tiểu đệ đi, đưa tiểu đệ đi gặp tẩu tẩu một chút, nhất định là phải cho tiểu đệ mượn cây quạt ba tiêu, đợi đệ bảo vệ sư phụ qua núi sẽ trả lại ngay thôi. Ngươi không nhắc là xém chút ta quên. Ngươi vì muốn mượn quạt đã ức hiếp thê tử của ta, rồi mắng ái thiếp của ta. Người ta nói vợ bằng hữu thì không thể hiếp, thiếp bằng hữu không thể diệt. Bây giờ ngươi vừa ức hiếp vợ ta lại diệt thiếp của ta, ngươi còn nói là huynh đệ của ta. Ngươi đã vô tình, đừng trách ta vô nghĩa. Ngươi hãy nếm một đòn của ta đi. Đợi đã. Nếu đại ca muốn đánh nhau với tiểu đệ cũng không sao, nhưng mà hãy cho tiểu đệ mượn quạt ba tiêu chút đi. Mượn quạt bảo? Quạt bảo đó là bảo vật của thê tử nhà ta. Người lấy quạt bảo của ta diệt hết lửa quả diệm 800 dặm kia, vậy bọn ta không còn bóng lộc, lão bá tánh cũng không còn cung phụng bọn ta. Như vậy chẳng phải tuyệt đi đường sống của bọn ta sao? Đại ca cũng biết Hoa Quả Sơn của đệ vàng bạc vô số ở đó, nếu nhiều huynh cần có tiền tài thì có việc tới đó mà lấy. Vàng bạc thì cũng kệ đi, nhưng mà bá tánh phong thần danh cho phu thê ta, ngươi có thể cho được không? Vậy thì đệ không có rồi. Không được thì phí lời làm cái gì. Mau, ta và ngươi đại chiến 300 hiệp, nếu như thắng được ta, ta sẽ bảo vợ của ta cho ngươi mượn quạt. Còn không đánh lại thì ta đánh chết ngươi để trả thù rửa hận cho con ta. Đại ca nói đúng lắm, tiểu đệ đã lâu không đánh nhau, cũng không gặp đại ca lâu rồi, không biết võ công của đại ca so với lúc trước ra sao đây. Vậy hãy để cho tiểu đệ đây lãnh giáo đại ca vài đường. Cái con khí này chẳng phải. Yeah.
500 năm không gặp, huynh trưởng quả nhiên có nhiều tiến bộ. Ai là huynh đệ của ngươi? Hôm nay ta sẽ đuổi đảo bất đồng bất tương di mưu. Huynh trưởng không những võ nghệ tiến triển, tâm tính đã cao ngạo, lại bá đạo không nói lý lẽ như vậy. Uổng công lão tôn năm xưa đã rất sùng bái ngươi. Người dám ngươi hiếp ta, e ngươi không có bản lĩnh để hạ ta, chỉ dựa vào một cái miệng, chi bằng để lão ngu ta tiễn ngươi đến đây thi vậy. Giao tình thì là long tinh quy tình. Để lão tôn ta xuống dưới xem thử. Đệ, đừng phiền não về con khỉ đó nữa. Nào, uống một ly để giải tỏa hết quả khí. Đa tạ huynh trưởng. Đây. Không ngờ dưới cái đầm này mà lại có một long tinh thủy cung lại hào hoa khí phái như vậy, không thua gì thủy tinh cung của Tứ Hải Long Vương. Còn khí phái nhiều hơn thủy niệm động của ta nữa. Hèn chi lão ngu kia muốn kết nghĩa, nghĩ lại lão ngu kia thích kết giao với những bằng hữu có tiền có của, điểm này từ xưa đến nay không thay đổi. Người đâu, bắt tên cô quan đó lại. Dạ. Đứng lại, đứng lại, đi, nhanh lên, đi, nhanh lên, đi, 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 còn cô quan ở đâu? Lại dám vào cung điện của ta? Bắt xuống nấu chín cho ta nhâm rượu đi. Đại dương tha mạng, đại dương tha mạng. Gì cũng biết được đi. Đã vào hầm bảo cung, cần thỉnh đại dương tha cho tôi một mạng. Sau này tôi nhất định hàng ngày cầu phúc cho đại dương. À, huynh trưởng à, hôm nay huynh trưởng tâm trạng không vui. Giết con cô quan này chẳng phải càng phiền lòng hơn sao? Thôi thả hắn đi đi. Niệm tình ngươi lần đầu, không biết dừng lễ, tha ngươi một mạng. Đa tạ đại dương, đa tạ đại dương. Được rồi, không sao rồi, tiếp tục mua đi. Tiếp tục mua đi, tiếp tục đi. Tên ngu Mai Dương ở đây mê uống, sao có thể đợi hắn tan tiệc? Cho dù hắn có uống xong, cũng không chịu cho ta mừng quạt. Chỉ bằng trộm tỷ thủy kim tinh thuốc của hắn, biến thành ngưu ma dương, đi dỗ ngọt bà la sát, lừa bà ta đưa sư phụ tông qua núi là xong. Biết. Hmph!
mắt của nhà ngươi bị mù hết rồi sao? Không nhận ra gia gia nhà ngươi hả? Hả? Cung nghênh gia gia hồi phủ. Các ngươi cung nghênh gia gia các ngươi như vậy sao? Hả? Gia gia bớt giận, lúc nãy nô tài thực sự không nhìn thấy rõ. Chỉ vì gần đây tên Tôn Ngộ Không 3 lần 7 lượt đến gây rối, công chúa dặn dò chúng tôi phải nghiêm ngặt canh giữ, bất kể là ai, giết chết không tha. Đứng dậy đi. Dạ. Dạ. Con khỉ đó mặt về mày dạng, nhất định muốn mượn hoặc bảo công chúa không cho thì hắn... Thôi được rồi, được rồi. Nếu đã là công chúa dặn dò, ta không trách các ngươi nữa đâu. Đi, mau mau đi bẩm báo với công chúa các ngươi, nói gia gia đã về rồi hả? Dạ. Công chúa, Đại Dương về rồi. Đại Dương về rồi. Đại Dương về rồi à? Dạ phải. Đại Dương về rồi sao? Mau, mau lên, mau đổi tấm chăn đi, lấy hương tươi tốt nhất. Dạ, dạ. Mau lên, mau lên. Dạ, dọn dạ. Dẹp đi. Dạ. Trong ta có đẹp không vậy? Dạ đẹp, có dạ đẹp. Có rối hay không vậy? Dạ không, dạ không. Dọn dẹp phòng khách đi. Dạ, dạ, dạ. Còn nữa, còn nữa. Mau đi chuẩn bị một bàn tiệc thật thịnh soạn. Mau đi, nhanh dạ, lên. Dạ, dạ, dạ. Công chúa. Công chúa, có còn gì dặn dò nữa không? Lấy bảo kiếm của ta, tới quầy giáp của ta ra đây. Hả? Ngưu Ba Dương, tôi vô lại nhà ngươi, tôi còn dám về sao? Trời ơi, hiền thê, ta về thăm nàng đây mà. Ai là thê tử của ngươi? Tên vô lại, tiếp kiếm. Hiền thê, ta đây trở về thăm nàng, sao nàng lại động đau động thương vậy? Ngươi đã quên ta từng nói với ngươi, chúng ta một đà cắt đứt rồi sao? Hả? Nàng từng nói vậy à? Nàng nói lúc nào vậy? Nhỏ cho tình Ngưu Ba Dương ngươi, ngay cả những gì ta nói ở chỗ hồ ly tinh ngươi cũng không nhớ nữa sao? Ngươi thật là cái thứ không biết xấu hổ mà. Tiếp kiếm, tiếp kiếm. Ở đường mặt Phú Nhân. Xem đây Phú Nhân. Nàng đừng như vậy mà. Lão ngu tuy ở bên ngoài nhưng mà trong lòng thì không hề rời khỏi Túy Dân Động mà. Tên quan gia nhà ngươi đã 2 năm nay không đêm nào tao ngủ được cả. Phòng không gối chiếc, ta thật sự không hề biết trà cơm có mùi vị gì. Hôm trước con kỹ đó là đến đây tìm ta, làm ô nhục ta. Chi bằng để ta chết đi cho sâu. Để người thân của cô đi tính đó đi. Đừng mà Phu Nhân. Đừng mà Phu Nhân. Đừng mà Phu Nhân. Phu Nhân đừng mà. Lão ngu ta có lỗi với nàng. Lão ngu cũng ngày đêm mong nhớ. Tâm ý của lão ngu với nàng trời đất chứng giám. Phu Nhân à. Thiếp đã tự thuyết phục mình quên chàng đi. Tại sao bây giờ chàng còn trở về đây chứ? Tại sao vậy hả? Tại sao? Phu Nhân. Phu Nhân à. Lão Tôn chỉ muốn đến lừa quạt của ngươi, không ngờ lại biết nhiều chuyện của nhà các ngươi như vậy. Phu Nhân à, ngàn lần không phải, vạn lần không phải, đều do ta không phải hết đó. Nàng muốn cùng ta đây à, một dao cắt đứt. Ta đây có chết cũng không chịu đâu. Chúng ta mới là phu thê danh chính ngôn thuận mà. Chúng ta phải bạc đầu giai lão. Lão Ngưu mãi mãi cũng sẽ không buông bỏ bàn tay của Phu Nhân ra. Lão Ngưu sẽ không bao giờ làm vậy đâu Phu Nhân à. Chẳng biết dùng từ thơ dân hồi nào vậy chứ. Có phải con hồ ly tinh đó dạy cho chàng không? Trời ơi Phu Nhân, Phu Nhân đừng có nổi giận mà. Ta biết Phu Nhân vẫn còn đang giận ta lắm. Tại vì Ngọc Diện công chúa đó việc nhà rất là nhiều, bằng hữu thì vô số. Vì vậy ít về đây một chút, có cảm giác là đã rời xa hiền thê. Nhưng mà trong lòng lão ngu này chưa bao giờ có giờ phút nào quên được hiền thê của ta hết. Bây giờ ta lại gặp được Phu Nhân rồi, trong lòng mà cảm thấy vô cùng an ủi. Tuy là ta hơi vất vả một chút, nhưng mà lại là xứng đáng của một gia đình đó. Nói tới gia đình, người ta nói nam di vô phụ tài vô chủ, nữ tử vô phu thân vô chủ. Mấy ngày hôm trước con khỉ đó lại đến đây hại thiếp nữa đó. Cái con khỉ đó lại đến nữa à? Còn nói nữa, hôm đó thiếp quạt cho hắn một cái, sau đó hắn lại đến tìm thiếp, là còn đem Định Phong Hoàng đến đây làm hại thiếp. Quạt cỡ nào hắn cũng không đi, thiếp phải vội vàng vào động, hắn cũng đi theo. Và bên động còn chưa vào bụng của thiếp nữa. Xin chúng lấy mạng của thiếp rồi. Sau đó thiếp gọi hắn dành lời thúc thúc, còn đưa quạt cho hắn nữa. Trời. Đáng tiếc thật Phu Nhân, sao nàng có thể đem bảo bối cho tên hồ tôn đó vậy? Thật là tức chết được mà. Đại Dương bớt giận, thư thiếp cho hắn chỉ là cái quạt giả mà thôi. Không vậy còn quạt thật ở đâu? Quạt thật à? Đương nhiên thiếp đã cất giữ thỏa đáng rồi. Ồ,
hồ. Đại Dương, tuy chàng đến trễ một bước để thiếp bị con khỉ đột đó bắt nạt, nhưng cuối cùng thì Đại Dương cũng về rồi. Điều này chứng minh Đại Dương không có quên đi tình nghĩa phu thê của chúng ta. Nên ly rượu này thiếp kính Đại Dương, mong Đại Dương tuyệt đối đừng quên đi tình nghĩa phu thê. Để Đại Dương uống một chung hương chung chi thủy. Ôi trời ơi, chung rượu này lẽ ra phải để ta kính phu nhân. Ta ra ngoài vui vẻ bỏ mặt phu nhân, sớm tối nhờ phu nhân canh giữ gia môn, cho nên chung rượu này xem như đa tạ. Đại Dương, nè, ăn đi. Phu nhân ơi, sao hôm nay ta cảm thấy trái cây này đặc biệt hợp khẩu vị của ta. Ngon quá. Nhưng mà những món này chẳng phải từng ngày chẳng thích sao? Thứ ta thích ăn nhất không phải những món này. Cái ta thích nhất chính là người luôn lo lắng cho ta đó. Trời ơi, chàng chỉ biết nói ngọt thôi à. Thiếp vẫn còn nhớ thường ngày chàng thích ăn nho nhất đó. Hơn nữa còn thích uống rượu nho nữa. Trái nho này đây, thiếp đút cho chàng. Đã lâu lắm rồi không được ăn trái nho ngon như vậy. Ngon quá đi, ngon quá. Nhớ ngày xưa quá. Thật là hồn nôn, tại sao mình lại nói ra những lời này chứ? Chạc nghĩ đồng ba tiêu này, hôm nay ta không biết tài làm sao nữa. Sao lại càng ngày càng nóng như vậy chứ? Nóng à? Phu quân à, thích cởi áo cho chàng nha. Cởi áo? Đi thôi. Không phải, phu nhân à, nè. Đi thôi phu quân. Nè, muốn đi đâu vậy phu nhân? Đi đâu rồi? Thiếp cởi áo cho chàng. Cởi áo? Lên giường đi. Lão Ngưu ơi, lão Ngưu, ngươi đừng trách lão tôn ta ức hiếp vợ bằng hữu. Bản thân lão tôn vốn là bán thanh ngọc tiết, lần này xem như lão tôn ta lộ nặng rồi. Khoan đã. Phu quân à, hai năm không gặp, thiếp đi chắc muốn ở gần chàng. Trời phu nhân à, ta còn có một chuyện, nàng đừng có dội vậy mà. Vậy còn chuyện gì còn gấp hơn so với chuyện giữ thích cái chàng chứ? Phu nhân à, tên Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, biến hóa đa đoan, ta sợ hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Thiếp ở trong nhà đã có Đấng La Quân như chàng đây rồi, còn sợ gì nữa? Nhân nói nghiêm túc đó. Cái quạt đó nàng để ở đâu vậy? Sớm tối cẩn thận, coi chừng bị hắn gạt đi đó, nghe không? Coi chàng lo kìa. Ở đây. Bảo bối, cái quạt nhỏ xíu như vậy thôi làm sao quạt được lửa 800 dặm của Quả Diệm Sơn? Còn trong ngốc chàng đó. Chàng chỉ biết lo cho hồ ly tinh của chàng thôi à, ngay cả bà bố nhà mình cũng quên mất nữa. Chàng quên rồi, dùng ngón trỏ tay trái kẹp lại, cắm vào đường gân thứ bảy thì có thể biến lớn nhỏ. Bảo bối của chúng ta ngay cả lửa Quả Diệm Sơn 800 dặm cũng có thể một quạt là tắt ngay. Đúng là bảo bối, đúng là bảo bối. Đại Dương. Đại Dương. Xem ta là ai đây, có phải là Tổng thống Dương không? Dùng nhã quá đi. Ta không sống nữa đâu. Huynh trưởng dừng bước đi, huynh để chúng ta không cần phải khách sáo đâu, điểm đến đây được rồi. Để đi thông thả. Còn tình thú của ta đi đâu rồi? Tình thú của ta đâu? Ở đâu rồi? Tình thú của ta ở đâu rồi? Ngô Dương sao vậy? Tỷ thủy kim tình thú của đệ mất tiêu rồi. Ai đã trộm tỷ thủy kim tình thú của Ngô Dương? Chúng ta đều ở trước hầu hạ, không có tới đây. Người trong thủy cung ta không ai dám làm chuyện này đâu. Chắc là do tên cô quan hồi nãy làm rồi. Không rồi. Huynh trưởng, sự việc nguy cấp, không thể nói tiếp. Cao Từ. Hầu Tôn, ngươi lại đến đùa cợt với công chúa nhà ta phải không? Mau trả hoàng bảo cho ta. Khốn kiếp, ta là đại vương của các ngươi, mau mau tránh ra. Phu nhân. Còn trong góc nhà ngươi còn dám đến tìm ta? Phu nhân, có phải là con khỉ đó đã biến thành ta rồi tới đây không? Đúng là thứ trời đánh mà, làm việc chẳng cẩn thận gì cả, để con khỉ đột nó trộm con bích thủy của ngươi, biến thành hình dạng của ngươi tới đây kiếm chuyện với ta, còn lừa ta nữa. Phu nhân à, bảo bối của chúng ta đã bị hắn lấy đi rồi à? Nếu như không bị lấy đi
thì hắn có đi không? Con trâu ngốc này, tại sao ngươi không chết ở ngoài đường luôn đi, còn quay về đây làm gì nữa chứ? Từ khi ta bỏ mặt sĩ diện, ta chạy đi tìm ngươi. Sau khi ta cho ngươi biết Tôn Ngộ Không đã tới tìm ta, ngươi có nghĩ tới sau này hắn còn gây rắc rối cho ta nữa không? Ngươi có từng lo cho sự sống chết của ta chưa? Ngươi có từng bận tâm cuộc sống của ta thế nào không? Ta không cần ngươi lo nữa. Ngươi biến đi cho ta. Biến đi. Lần này ta sẽ đi tìm con khỉ đột đó, lấy lại mọi bối, mọi tìm hắn, lấy gan hắn để cho nàng trúng giận. Ta không cần ngươi lo. Cây quạt ba tiêu đó là đồ của ta, dù sao thì ta cũng không còn là thế tử của ngươi nữa rồi. Bà bối của ta chẳng thuộc về ngươi nữa. Ta chẳng thà bị tên khỉ đột đó lấy đi, ta cũng không cho ngươi. Mau đi lấy binh khí cho tao. Binh khí của gia gia không có đây. Đồ ngu xuẩn, đi lấy binh khí của công chúa các ngươi kìa. Nếu như ta không báo được thù này, ta thà là xuống địa ngục. Thú vị quá, thú vị quá. Hả bảo bối, hả bảo bối. Nhỏ. 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 Chết rồi, chết rồi. Lão Tôn ta lần này làm việc quá hấp tấp rồi, chỉ biết lo hỏi cách biến cho nó lớn lên, quên hỏi cách làm sao cho nó nhỏ lại. Cái quạt lớn như gì để ở trên người, bây giờ phải làm sao đây? Cái quạt lớn như gì mang theo bên mình thật là bói tai. Nhỏ. Nhỏ lại. Nhỏ. 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 Con khỉ đột đang chết này, ngang nhiên trộm luôn cách sử dụng của nhà ta đi. Nếu như ta ra đòi thẳng mặt, nhất định hắn sẽ không cho ta. Lỡ như hắn quạt ta một cái, vậy thì còn gì nữa. Cũng được. Vậy thì đại vương ta sẽ dùng lại cái chiêu gãy ông đập lưng ông. Công chúa, người đâu phải là đối thủ của tên kỹ độc đó, làm sao tìm hắn báo thù được? Các người có biết người gây ra chuyện là ai không? Là ai? Là Đường Tăng. Hắn cứ đòi phải đi Tây Thiên Thịnh Kinh mới hại con của ta, bây giờ hại ta nữa. Nhưng mà công chúa, người cũng đâu biết bây giờ Đường Tăng đang ở đâu. Hắn nhất định là đang ở trong một khu vực quả diệm sơn. Người sống ở quả diệm sơn không nhiều, ta nhất định có thể tìm được hắn. Sau khi ta đi rồi, các người phải trông chừng nhà cửa, cho dù con trâu đó tới cũng không cho hắn vào. Ta có cách báo thù của ta, sẽ không ai giúp được ta cả. Hey, công chúa. Công chúa. Công chúa cẩn thận đó. Nhỏ. Sao lại không nhỏ vậy? Nhỏ. Nhỏ. Sư huynh, bắt giới sao để lại tới đây? Sư phụ thấy huynh lâu quá không có về, sợ là Ngưu Ma Dương bản lĩnh cao cường, sợ huynh đấu không lại hắn cho nên bảo để tới đây tiếp huynh. Không cần lo lắng, để xem đây. Quả quý đã lấy được rồi. Hầu ca, đúng là bảo bối, đúng là bảo bối. Huynh đã sử dụng biện pháp gì để lấy được nó về? Ta đã cùng tên Ngưu Ma Dương đó đánh nhau hết mấy trăm hiệp, bất phân thắng bại. Hắn liền bỏ lại ta một mình, hắn đi tới Bích Ba Đàm để uống rượu vui vẻ với con Long Tinh kia. Ta liền âm thầm đi theo hắn, biến thành một con cua, trộm đi con Bích Thủy Kim Tinh thú của hắn, sau đó lại biến thành hình dáng con trâu già đó, quay về động Ba Tiêu dỗ ngọt lừa gạt bà La Sát. Ta còn cùng với bà La Sát làm một phu thê một hồi. Như vậy ta đã lấy được cái quạt về trong tay mình. Đang chết. Đại sư huynh, vất vả cho huynh quá. Cái quạt đó để cầm giùm huynh nha. Cẩn thận đó. Được. Hầu ca, vất vả quá. Bảo bối. Bảo bối. Bảo bối tốt quá. Bảo bối. Bảo bối tốt mà. Người hãy yên tâm đi. Ngươi là ai? Hahahaha.
Ngươi con khí độc đáng ghét kia, ta là gia gia của ngươi đó. Ta thật quá sơ ý rồi. Thật không ngờ ngươi là con mèo đắc thắng mà vui mừng như một con hổ vậy. Ngươi không ngờ chứ gì, năm xưa lúc Trư Bát Giới còn làm yêu quái, ta đã quen biết hắn rồi, cho nên ta mới có thể biến thành hình hài của Trư Bát Giới. Thiệt là hứa chuyện hết rồi. Khỉ độc ức hiếp ai thiếp ta, lăng nhục vợ ta, ta không thể tha cho ngươi. Hôm nay ta phải xé ngươi ra trăm mảnh như vậy mà hả được mối hận trong lòng ta. Mà mau trả cái quạt ba thiếp cho ta, nếu không lão tôn tiểu đó không tha cho ngươi. Ngươi hãy gọi ta vài tiếng gia gia, ngươi gọi ta vài tiếng gia gia, ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhõm chút, cho ngươi được toàn thây. Gia gia sẽ lột da trâu của ngươi rồi làm trống da trâu, buồn thì gõ cho đỡ buồn. Vậy thì ta sẽ lấy da khỉ của ngươi để làm tấm lót giường, ngày nào cũng nằm lên đó mà ngủ. Hôm nay nhất định ta phải cùng ngươi phân đó thắng bại. Hợp ý ta lắm, lên đi con khỉ độc kia. Dám hỏi tôn thần, hả? Ngưu Ma Dương đó pháp lực như thế nào? Ngưu Ma Dương đó pháp lực vô biên, đúng là địch thủ của đại thánh. Ngộ Không thường ngày đi xa ngàn dặm, chớp mắt đã về, nhưng mà hôm nay sao tới giờ này còn chưa về? Nè, chiếc định đã gây chiến với tên Ngưu Ma Dương rồi. Ừ. Bắt giới, bắt giới. Nè, Nhị sư huynh, Nhị sư huynh, mau dậy đi. Sư phụ gọi huynh kia. Sư phụ, thầy gọi con hả? Bất giới, Ngưu Ma Dương và Ngộ Không ngang tài ngang sức. Con đi tìm Ngộ Không, giúp cho nó một tay để thắng được hắn. Dạ sư phụ, tại sư phụ không biết, con sớm đã muốn đi giúp đại sư huynh rồi, chỉ là không biết đường đi Tích Lôi Sơn thôi. Tiểu thần biết đường. Nguyễn Liên tướng quân, xin hãy ở lại cùng với sư phụ người. Tôi và Thiên Bồng Nguyên Soái sẽ đi ngay bây giờ. Thiên Bồng Nguyên Soái mời đi theo ta. Vậy sư phụ con đi ạ. Đường Tam Tạng. Hả? Tên hòa thượng mặt trắng, người chính là Đường Tam Tạng sao? Vậy cô nương kia, cô là ai vậy? Ta là mẫu thân của Hồng Hài Nhi. Thì ra cô chính là Thiết Phiến công chúa. Chính vì ngươi, ta đã mất đi đứa con duy nhất, ta không tha cho ngươi. Sư phụ cẩn thận. Sao? Hey!
Tịnh. Lưu Tịnh, con sao rồi? Phá hư biết bao nhiêu cơ hội của ta. Con khỉ độc kia, uổng công lão trừ có lòng tốt giúp huynh, huynh lại mắng đây để phá hoại chuyện gì? Ta khó khăn lắm mới có thể lừa được cây quạt vào tiêu của Thiết Phế Công Chúa, lại bị Ngưu Ma Dương biến thành bộ dạng của người. Cái quạt của ta lại bị hắn lấy lại mất rồi. Cái con trâu điên kia dám biến thành hình dạng của Trương Gia Gia ngươi để lừa đại sư huynh ta hả? Khiến cho huynh để bọn ta bất hòa. Không sai. Người đánh thì đánh đi, là ổn cái gì? Được, xem đi. Các người hai người đánh một sao gọi là hảo hán?
Lão Trừ Tà trời sanh ra đã đúng không rồi. Phải là hảo hán rồi. Hả? Người nói sao cũng được. Hãy dừng tay lại, xin nghe tiểu thần nói. Ngô Ma Dương, hãy nghe tiểu thần nói. Đường Tam Tạng đang trên đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, không thần bảo vệ, không trời phù hộ, tam giới đều biết thập phương giúp đỡ. Việc ngài đang làm là trái lại ý trời. Hãy nghe lời khuyên của ta, hãy trả lại quạt ba tiêu cho họ dập tắt lửa, để họ nhanh chóng đi qua khỏi núi này, vừa không làm tổn thương tình huynh đệ của ngài và đại thánh, vừa không bị ông trời khiển trách. Chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ như vậy sao lại không làm? Con khỉ đó ức hiếp vợ của ta, trộm bảo bối của ta, còn huynh đệ cái gì? Hả? Sao ta nuốt trôi cục tức này được? Người mau tránh ra xa, nếu không cả ngươi và cả hai tên kia đều sẽ bị ta nuốt vào bụng. Ngưu Ma Dương, theo tiểu thần thấy thì Ngưu Ma Dương ngài tuyệt đối không phải là đối thủ của đại thánh và Thiên Bồng Nguyên Soái, hà tức phải dùng sinh mạng mà đổi cơn tức? Hơn nữa đại thánh đi mượn quạt ba tiêu của Thiên Phiến công chúa để bảo vệ cho sư phụ qua núi, đương nhiên là phải dùng chút thủ đoạn rồi. Để dây da cắt cái lưỡi của ngươi đi, để ngươi từ từ mà biện hộ cho chú. Ức hiếp hắn thì có gì hay ho chứ, để lão tôn chơi với ngươi một chuyến đi. Còn lão Trừ Tà nữa đó, đánh đánh cho ngươi thành con trâu nước luôn. Lên. Như vậy à? Như vậy xin dừng tay. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Thì con trâu nước kia, đứng lại, đứng lại cho. Đại thánh à, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, thầy ở đâu vậy? Chỉ tại con vô dụng, không thể bảo vệ được sư phụ. Chỉ tại con vô dụng, con còn mặt mũi nào đi gặp đại sư huynh và nhị sư huynh nữa? Hay là để con chết đi cho xong? Ngừng tay. Nguyễn Liên tướng quân, ngừng tay. Thôi đi công công, sư phụ ta đang ở đâu vậy? Tướng quân xin đừng nóng vội, hãy xem tứ phía đều không có máu, cho thấy sư phụ ngài vẫn chưa có bị hại, chỉ là không biết bị bắt đi đâu thôi. Sư phụ ta bị Thiên Phiến công chúa bắt đi rồi, nhất định là ở trong động đó. Ông mau dẫn ta đi tìm ả đi. Thiên Phiến công chúa vốn là bà La Sát tu luyện thành tiên địa, bản lĩnh không nhỏ đâu, e rằng dựa vào ngài và ta chẳng thể hàng phục được ả. Hay là nên tìm hai vị sư huynh của ngài báo cho họ biết. Cũng được. Lão Ngưu đừng chạy, hôm nay tao cho ngươi trâu sống với thằng trâu chết luôn. Để xem ngươi chạy đi đâu. Còn muốn chạy? Chuyện gì mà hớt ha hớt hải đến vậy? Đại dương vật có khí đột đó, còn một con heo nữa đang đánh nhau ở ngoài kìa. Vậy tình hình sao rồi? Công chúa, tình hình của đại dương không ổn. À, cái gì? Hả?
dàng đây. Nữ nhân, con khỉ này cũng có chút bản lĩnh. Nàng không phải là địch thủ của hắn. Nàng hãy dụ con heo kia ra chỗ khác để ta đối phó với con khỉ này. Người đâu, hãy bắt con heo tay to đến đây cho ta. Xem Trư Gia Gia ta làm sao siêu độ cho các ngươi. Lên. Đi chết đi. Con khí đâu kìa. Hôm nay Tư Gia Gia sẽ siêu độ cho các ngươi. Ha ha ha!
Nhị sư huynh, sư phụ bị Thiên Phiến công chúa bắt đi rồi. Phụ quân, chạy đi, nhanh lên. Nhị sư huynh, sao lại để sư phụ bị bắt chứ? Để, đúng đúng đúng, để gì mà để? Trời ơi, còn không đi mau lên, đi tìm sư phụ đi. Qua khoan đã, ở bên này chỗ Ngô Mai Dương ở mà. Đừng tâm tặc, nhìn đi. Nơi đây chính là nơi chung thân của ngươi. Ở đây phong cảnh xinh đẹp, đầm nước tuy sâu không thấy đáy, nhưng chỗ nhìn thấy được thì lại vô cùng trong xanh. Nơi này đúng là mát mẻ, thoải mái hơn quả Diệm Sơn rất là nhiều. Tên hòa thượng không biết sống chết, ta nhất định sẽ cho ngươi tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó từ từ ăn thịt mới có thể xóa hết mối thù hại con ta. Còn có nửa hận đồ để ngươi ức hiếp ta. Nhưng cô đã 300 năm qua chưa ăn thịt người. Trên thế gian ai ai cũng biết bà La Sát ta thân thủ nhanh nhẹn ăn thịt người để sống. Tại sao ngươi lại nói không thể ăn được? Hồng Hài Di đó không hề biết thế nào là ăn thịt người, cũng chưa từng ăn người. Có thể thấy được mẫu thân của nó tuy là một bà La Sát, nhưng chỉ là một bà La Sát không biết ăn thịt người. Yếu nữ, mau vào trong bảo công chúa các ngươi giáo sư phụ ta ra đi, nếu không ta sẽ sang bằng động ba tiêu của các ngươi. Đúng là công chúa bọn ta đi bắt Đường Tăng, nhưng mà công chúa vẫn chưa đưa Đường Tăng về đây. Có mang về hay không, vào trong xem là biết thôi. Ai dám? Vào sao sư đệ đi. Sư phụ. Sao hả, có thấy sư phụ đâu không? Không thấy. Đã tìm hết hang động được rồi mà vẫn không thấy sư phụ đâu. Sư phụ của chúng ta đúng thật là Thiên Phiến công chúa đó bắt sư phụ rồi cũng không quay về động, vậy thì đi đâu? Chắc là ả đoán được chúng ta sẽ tới đây tìm nên mới tránh né chúng ta. Ả ta có thể đem sư phụ đi đâu chứ? Vậy có khi nào ả hãm hại sư phụ không? Nào đi, chúng ta sẽ thử. Đừng ăn nữa, đi tìm đi. Mau lên, bắt chứ, mau lên. Không hài gì, còn nói gì với ngươi nữa? Nó chỉ nói tâm tư cả đời của mẫu thân đều đặt vào phụ thân nó. Bần tăng rất muốn hỏi công chúa, câu nói này của nó đã nói lên điều gì? Nó muốn những gì thì ta cho cái đó, vậy chẳng lẽ không đủ sao? Vậy thì Hồng Hải Nhi tại sao không ở bên cạnh cô? Đứa trẻ nhỏ mãi mãi không biết bản thân nó cần gì. Phụ mẫu phải quyết định cho nó những gì để khiến cho nó vui vẻ. Vì thì Hồng Hài Nhi rốt cuộc có vui vẻ không? Cô thân là mẫu thân, cô rốt cuộc có biết hay không? Vậy xem ra ngươi rất biết dỗ ngọt con nít. Nếu như ngươi đang cho rằng ngươi khơi dậy sự quan tâm của ta đối với Hồng Hài Nhi như vậy thì ta tha cho ngươi, vậy thì ngươi quá sai lầm rồi. Ta sẽ ăn thịt của ngươi từ từ,
Sau đó vừa ăn vừa hỏi, đợi khi ngươi chỉ còn nửa hơi thở, ta sẽ kéo ngươi đi, đi gặp tình Tôn Ngộ Không đó. Nếu như cô còn muốn gặp được Hồng Hải Nhi thì không được làm như vậy. Ngươi quy hiếp ta? Cô có tin hay không cũng được. Mừng Tâm trước giờ chưa từng quy hiếp ai hết. Điều tôi nói chỉ đơn giản là đạo lý nhân quả báo ứng. Được, ta cho ngươi nói rõ ràng, rồi chắc ta cũng chưa muộn. Bản thân cô chắc cũng hiểu rõ, nếu như cô không tiếp tục tu luyện thành địa tiên, cuối cùng cũng chỉ là một ma la sát. Kết quả của việc ăn thịt người chính là tích tụ tội nghiệp xuống âm ti địa phủ. Nhưng mà ta đã tu luyện thành người rồi, còn dưỡng dục trẻ con nữa, đừng người ta xem là địa tiên mà bái lại. Hồng Hải Nhi đã được Quan Âm Bồ Tát thu nhận, đó là sự thật không thể chối cãi. Nếu như cô còn tiếp tục ăn thịt người thì sẽ lập tức biến thành ma sát nữ. Như vậy sao cô còn có thể đi Tây Phương gặp Hồng Hải Nhi của cô? Vậy bây giờ điều nuối tiếc nhất của cô chính là đã mất đi phu quân. Nếu như cô có thể từ bỏ được tình cảm nhi nữ, tiếp tục tu luyện thêm nữa, sẽ có thể tu thành chánh quả. Tới lúc đó, bất cứ lúc nào cô cũng có thể đi gặp Hồng Hải Nhi. Đi là đạo lý không còn gì dễ hiểu hơn. Đi về trước hay là lùi về sau? Mẫu tử đoàn viên hay là mãi không gặp lại? Bản thân cô hãy từ từ suy nghĩ đi. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sao sư đệ? Hồi nãy lúc ta vừa đi, ta có suy nghĩ nghe. Sư phụ này của chúng ta đó chỉ là người trần mắt thịt. Thiếp phiến công chúa đó tuyệt đối không thể dẫn thầy đi cưỡi mây đạp gió được. Bọn họ hả, nhất định là ở gần quả Diệm Sơn này thôi. Hả? Sao sư đệ? Chắc không phải ả tới gần lửa của quả Diệm Sơn rồi đem sư phụ của chúng ta nướng lên ăn thịt rồi chứ? Nè, nhị sư huynh, huynh nói như vậy tức là không hiểu gì là sát ma này rồi. Hành động của bọn họ hả, rất là nhanh đó. Chúng không thích bay đâu. Chúng có thể bắt người rồi ngày đi ngàn dặm. Nếu như ả có thể bảo vệ sư phụ đi Ti Thiên Thỉnh Kinh thì bảo đảm nhanh hơn ai hết. Huống hồ gì La Sắc Ma ăn thịt thì thích ăn sống nuốt tươi, không có thích nướng đâu. Hơ, cũng có lý. Có lẽ bây giờ ả đang tìm một nơi nào đó để cho sư phụ chúng ta tắm rửa đó. Nè, đừng có nói bậy nữa. Ở đây làm gì có nước chứ? Thì nước miếng. Sư phụ! Sư phụ! Bần tăng có thể cho thí chủ biết, Hồng Hải Nhi chưa từng được vui vẻ là vì phụ mẫu không hề dạy cho nó biết làm sao để được vui. Người ta nói lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui, nhưng mà Hồng Hải Nhi đó nhìn thấy mẫu thân của mình sở hữu quạt ba tiêu có thể giúp người, chứ lại bảo người ta phải cung phụng. Đây chỉ là sự trao đổi, làm gì có vui vẻ được. Thế là nó chỉ đành chuyển hướng sang phụ thân đó mà học hỏi. Có phải hay không? Nhưng phụ thân của nó chỉ biết đam mê tụ sắc, nó có thể học được điều gì từ ông ta? Vì vậy Hồng Hải Nhi đó đối với phụ thân là vừa yêu vừa hận, trở thành đứa trẻ vừa phẫn nộ lại vừa kiêu căng. Nhưng mà thật ra sau sự phẫn nộ đó ẩn náu một sự trống rỗng. Công chúa, trong lòng của cô có phải cũng là một khoảng trống như vậy, cũng một sự cô đơn? Ta phải làm sao đây? Vậy hãy nghe lời của Bần Tăng đi. Có mất mới có được. Cô cần phải cho đi. Như vậy tâm linh được thỏa mãn mới có thể vượt qua được ma lực của quyền thế và tiền tài. Nếu không, cho dù là Ngưu Ma Dương không thay lòng, cho dù dạng dân ngày ngày bái lại cô cũng sẽ không thấy vui vẻ. Cô hiểu không? Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ!
Sư phụ! Thiệt là đáng ghét mà. Đây cũng không có, rốt cuộc là ở đâu chứ? Chúng ta cứ đi tìm kiểu này cũng không phải là cách đâu. Tất cả cũng tại con khỉ đột đó đó. Quynh coi, Quynh toàn nghĩ ra cách gì đâu không à. Sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Hả? Để cho Ngưu Ma Vương lấy lại cái quạt ba tiêu kia. Hả? Đây mới gọi là con thuyền đậu hũ bị lật ở trong biển đó. Lấy được canh thì chén nước mất. Bây giờ thì hay quá, quạt bảo đã không còn, sư phụ của chúng ta thì cũng bị người ta bắt đi rồi. Sa sư đệ, ta thấy là nên thu dọn hành lý rồi giải tán luôn đi. Ngu ngốc, cấm miệng lại cho ta. Thổ địa ra đi, thổ địa ra đây cho ta mau. Tiểu thần xin bái kiến đại thánh, bái kiến nhị vị. Nói, sư phụ của ta đang ở đâu? Đại thánh xin đừng quá nóng vội, thiên bồng cũng đừng quá giận dữ như vậy. Nhưng nói chuyển đường chính là vào bàn môn, không thành người tu hành. Cổ nhân nói không đi đường vòng không thể xoay chuyển. Cho dù sư phụ các người hiện đang ở đâu thì nhất định vẫn luôn dõi mắt, hy vọng các người có thể thành công kia mà. Người nói cũng có lý. Sư phụ của chúng ta hả, là người luôn được thần linh tứ phương phù hộ. Bà lạ sát đó không dám tùy tiện sát hại sư phụ của bọn ta đâu. Ý của ta là chúng ta hãy đi phá động hồ ly kia trước, sau đó thì bắt luôn Ngưu Ma Vương kia, cướp lấy cây ba tiêu đi rồi hãy tính. Có lý, chỉ cần bắt được Ngưu Ma Vương thì không sợ Thiên Phí công chúa không chịu hiện thân. Đúng như vậy đó. Thay vì đi tìm một cách không có manh mối thì chi bằng giải quyết cho xong chuyện trước mắt cái đã. Tôi đi điều động âm binh giúp sức. Chúng ta cũng phải đi tìm cứu binh. Đi đi. Đi. Tại sao ngươi không theo bọn họ về đi? Chỉ cần cứ la lên một tiếng thì họ sẽ cứu ngươi dễ như trở bàn tay vậy. Tôi sợ chúng nó khi vừa trông thấy cô, tôi chưa kịp ngăn cản chúng thì chúng đã giết chết cô rồi. Vậy thì Hồng Hà Nhi sẽ mãi mãi không còn được gặp mẫu thân của mình. Hồ Ly Tinh, mau mở cửa ra, kêu Ngưu Ma Vương ra đi chịu chết. Giao quạt ba tiêu ra, mau lên. Để còn ở đó nói nhiều làm gì không biết. Ê, cậu heo, vợ của chàng đã bắt Đường Tăng đi. Tuy là tạm thời điều hổ ly sơn, nhưng cũng khó bảo đảm chúng không tiếp tục tìm tới. Uống uống uống, chỉ biết uống thôi. Mà nói cho thiếp biết, chàng có dám chắc mình có bản lãnh đánh lại ba huynh đệ bọn chúng không? Có thì sao, mà không có thì sao? Lão ngu, chàng đừng quên là tại sao ta lại lấy chàng làm chồng. Chính là vì muốn bảo vệ sản nghiệp lớn của nhà ta. Con hồ ly tinh này, ngày thường thì nói chuyện ngọt ngào biết mấy, vừa gặp phải nguy hiểm thì trở mặt không quen biết, vô tình vô nghĩa quá. Vậy ngươi không biết cái gì gọi là hồ ly tinh sao? Loại nữ nhi như bọn ta chỉ biết cùng phú quý, không thể cùng hoạn nạn. Nếu như không được sống vui thì không sống cùng ngươi. Ngươi mau biến thân mày cho ta. Cô đại dương công chúa, tên gọi từ mặt lòng đó là đến nữa rồi. Ngươi còn không mau biến đi. Cô, ta ra ngoài một lát lột da hắn trước, rồi sẽ về tính sổ với cô sau. Nếu như ngươi đi rồi thì đừng quay lại nữa. Mau biến đi cho ta. Khí độc, người hiếp người quá đáng. Bác chơi, để chỉ cần canh giữ cửa động, đừng để cho hắn chạy vào trong chờ ta bắt hắn. Hầu ca yên tâm đi, muốn giữ không được cửa động này, vậy đệ và Sa sư đệ sẽ đổi sang họ Ngu của hắn luôn. Được, không giết được ngươi ta cũng sẽ mang họ trừ. Đi Sa sư đệ, đi. Oh, my God.
Tôn Ngộ Không, ngươi, ngươi ngang nhiên không niệm tình huynh đệ 500 năm trước mà nặng tay như vậy. Lão ngưu, mau giao cây quạt ba tiêu ra đây, ta tha tội chết cho ngươi. Được, được, ta giao, ta giao. Hầu ca, hả? Quỳnh Trung Ca lão ngưu rồi. Bây giờ ta sẽ lên trời chơi trò biến hóa với hắn. Sa sư đệ, lần này có trò vui để coi. Đúng là nhờ trời trời lật, nhờ biển biển khô mà. Nhờ bản thân là tốt nhất. Nhưng bây giờ ta phải làm sao mới có thể làm cho bản thân không bị hại đây? Lão ngưu, mà mau giao quạt ba tiêu ra đi, ta sẽ tha chết cho ngươi. Tôn Ngộ Không, có bao nhiêu bản lĩnh hả? Hãy lấy nó hết đi. Đại thánh, xin đại thánh hãy nương tay, tiểu thần đã phái người bao vây hắn rồi, con trâu này chẳng chạy được đâu. Hầu ca tránh ra đi, ném gậy của lão sư ta đây. Khoan đã, bắt dây, dừng tay. Sư phụ, thả phu quân ta ra, nếu không ta giết chết sư phụ của ngươi. Sư phụ có bị thương không? Thiên phiến công chúa nhờ sư phụ chỉ điểm đường đi, không có làm hại, sao lại bị thương chứ? Các con hãy nghe lời công chúa, thả Ngưu Ma Dương ra đi. Vậy còn chuyện quạt ba tiêu? Chuyện quạt ba tiêu con không cần lo lắng, mau thả người đi. Dạ, chúng ta cùng thả. Được, muốn thả thì cùng thả. Ta đếm tới ba, một, hai, ba, đi. Phu nhân, chàng không sao chứ? Không sao, không sao. Sư phụ, sư phụ. Hả? Sư phụ. Bên kia kìa. Thì ra đường tâm tạng mặt mũi là như vậy sao? Nhìn thấy ngươi, bà cô đây cũng chẳng nỡ ăn thịt ngươi. Hồ Ly Tinh, hãy thả Đường Tăng ra. Ta đâu có ngu ngốc như cô. Miếng thịt Đường Tăng đã dâng tới miệng cũng không chịu ăn. Loại đàn bà ngu ngốc như cô đáng đời bị đàn ông ruồng bỏ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động tới hắn, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Hả? Ta sợ quá đi à. Ta sợ cô ức hiếp ta quá đi. Nhưng mà ta chỉ cần ăn một miếng thịt của Đường Tăng là ta có thể sống thọ trăm năm, trường sinh bất lão, pháp lực thông thiên. Ta muốn thử xem là các người cứu người nhanh hơn hay là ta cắn người nhanh hơn. Sư phụ, đem kiếm hàng heo quá. Sư phụ, Hồ Ly Tinh kia đã giết chết người. Nguyên nhân, đừng bạn Nguyên nhân. Đi.
khủng đó tự gia, đã muốn giết chết người lâu lắm rồi. Ta ta, ngươi có thù hận với hắn sao? Tôi thì không có thù, nhưng mà ngài biết đó, đứa nhỏ ta đây là thần tiên trên trời cảm thấy buồn chán quá. Cho nên sau khi con khỉ đột này tới, thì ta đã có bằng hữu rồi. Khó khăn lắm, ngài mới rời khỏi được Ngũ Hành Sơn, bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên. Ta thấy buồn mà, phải kết giao được một người bằng hữu mới. Vậy à? Hồng Hài Nhi đó, gần đây ta hay đi Nam Hải tìm hắn chơi lắm. Ta ghét tên hồ ly tinh này hại phụ mẫu của bằng hữu ta ly tán. Hôm nay xem như ta giúp cho Hồng Hài Nhi trút được cơn giận này. Ngài rất có ý nghĩa. Phu nhân à, nàng à, nếu như nàng đã bắt được đường tăng, sao không ăn thịt hắn đi? Thiếp cũng muốn ăn thịt hắn lắm, nhưng mà không phải vì trường sinh bất lão, là vì để giải hận. Giải hận, nàng à, nàng giết hắn đi cũng giải hận mà. Giết hắn đi thì chỉ là vui vẻ một lúc, đâu thể cứu được Hồng Hài gì. Ngược lại không còn được quay đầu lại. May là thiếp không có giết hắn, mới có thể đưa được sự bình an cho phu quân. Con khỉ đó đúng là thần thông quảng đại, đường tăng đó cũng được thần thánh khắp nơi phù hộ. Bây giờ cảnh ngộ của ta đây đúng là trời đất không dung rồi. À, phu nhân à, bây giờ phu nhân sẽ không bỏ rơi ta, đuổi ta đi chứ? Còn trong ngốc chàng nữa, chàng có biết không, thần sắc của chàng đã bị con hồ ly tinh nó hút cạn rồi. Chàng có còn nhớ vào hơn 300 năm trước chúng ta đã gặp nhau như thế nào không? Lúc đó phong cảnh ra sao? Nhốt chàng vào tháp yêu. Lúc mà chàng được thả ra thì không ngờ là một ngọn lửa của Nhị Lang Thực đã đốt sạch hết Hoa Quả Sơn đi, hại chàng ngay cả bữa cơm đâu cũng không có mà ăn. Một mình ta lang thang đã đi tới Tây Ngưu Hạ Châu, đã được gặp nàng, đúng là mỹ nhân. Tiên nữ thiên đình ta đã từng gặp, nhưng mà cũng không xinh đẹp bằng phu nhân nàng. Vào lúc đó thiếp đã tu luyện thành hình người, trở thành địa tiên. Đúng ra thiếp tu thêm vài năm nữa thì thiếp đã trở thành thần tiên rồi. Nhưng không ngờ lại gặp được chàng, trở thành yêu nghiệt. 300 năm rồi, 300 năm mà ta cũng chẳng biết phu nhân đã hy sinh bao nhiêu. Ta còn không biết hài lòng. Vừa mới kết giao với yêu vương khắp nơi, vừa mới mở rộng được địa bàn, ta lại bắt đầu làm ra chuyện tại trời. Xui xẻo ta gặp phải con hồ ly tinh đó, ta ngang nhiên bỏ nàng ở tận chân trời gốc bể. Phu nhân, đánh ta đi. Phu nhân à. Được rồi, cắt đứt tình nghĩa là nói lẫy. Thiếp đã là thê tử của chàng, thiếp phải sống chết cùng với chàng. Trời ơi, phu nhân đừng có nói nữa. Nàng càng nói ta càng thấy ai nấy. Phu nhân mắng ta rất đúng, ta đúng là hồ đồ. Ta đã mê mẩn hồ ly tinh đó, cho dù ả có đuổi ta ra động liều mạng với Tôn Ngộ Không, là nàng, chính nàng đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu ta. Phu nhân à. Chàng đừng nói nữa, đứng dậy đi. Đây là điều thiếp nên làm mà. Phu nhân à, ta đã biết, lão ngu này đến kiếp sau cũng sẽ cưới nàng làm phu nhân. Phu nhân vẫn là nàng tốt nhất. Từ nay ta sẽ làm trâu ngựa hầu hạ nàng. À đúng rồi, ta quên nữa. Bảo bối của nàng hãy giữ kỹ. Giữa hai chúng ta còn phân biệt gì nữa chứ? Của nàng thì là của nàng, giữ kỹ. Nếu đã như vậy thì hãy giao quân quạt lại cho con khỉ đó mượn đi, để bọn họ rút binh trước. Không, việc tuy nhỏ tình thì sâu. Người cần một hơi thở, Phật cần một nén nhang. Cục tức này ta làm sao mà nuốt trôi được? Nhưng đã không mất đi mạng sống của mình. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Lão ngu ta quyết không cúi đầu trước hắn. Chàng làm vậy là đấu bừa mà. Vậy thì sao hả? Con khỉ đó cố với thiên giới Phật tu, đem tình nghĩa kết bái dứt bỏ ra đằng sau. Ý hắn đông người ta ức hiếp lão ngu này, lão ngu ta quyết không cúi đầu.
Sư phụ, theo như thầy nói thì thiếu phiến công chúa đó là một người hiểu biết rồi. Thực ra cô ấy cứ luôn hồ đồ lẫn lộn mới phải đi nhầm đường, nhưng lại không dám đối diện, sai rồi lại sai, cuối cùng cũng không thể quay đầu lại. Bởi vậy phải nói như vậy nè, thiếu phiến công chúa đó đã gặp được sư phụ của chúng ta đây, đó là do ả tốt số. Đúng sao sư đệ? Sư phụ của chúng ta hả, là một vị cao tăng có trí tuệ, không vậy mới có thể khuyên giải dẫn dụ đưa ả đi vào chính đạo. Nè nè, sư huynh, đó là khuyên giải dẫn dắt. Thì ta cứ nói là dẫn dụ vậy làm sao đây? Ta thấy hả, là đường tăng tương đối may mắn đó. Nếu như gặp phải Ngọc Diện Hồ Ly đó trước thì bây giờ chỉ còn lại bộ xương trắng thôi. Thật ra điều mọi người nói đều không sai, nói thật có lý. Ngủ không? Con có tâm sự sao? Con đang nghĩ chúng ta hết mệt rồi, vẫn phải đi đánh tới động Ba Tiêu. Đúng á, chỉ cần một ngày không lấy được Hoạt Ba Tiêu, mình dĩ nhiên phải đánh. Đúng sao sư đệ? Đánh, phải đánh chứ. Tên Ngưu Ba Dương này rất nóng tính, trong đầu không thay đổi được đâu. Nếu như hắn thật sự liều mạng đánh với chúng ta sẽ khổ sở lắm đó. Nếu như hắn thật sự muốn tìm cái chết, ta cho hắn tội nguyện, cho hắn cùng với con hồ ly đó cùng nhau đi xuống địa ngục. Huynh đệ, hai người chúng ta đây vẫn chưa từng kết bái. 500 năm trước đánh nhau báo sống báo chết, 500 năm sau còn có thể sánh vai tác chiến cùng nhau, tình cảm này thật tốt bao nhiêu. Ta với tên lão ngu đó tuy là đã kết bái huynh đệ, nhưng hắn đến chết cũng không tin ta không hại con của hắn. Thật là cứ phải liều mạng đánh nhau với ta, ngươi xem cái đầu này có phải thật sự là quá ngốc hay không? Ngộ không, con có còn nhớ chuyện của Lục Dĩ Mi Hầu không? Nhất niệm động vô minh, tức thành mê chướng. Người luôn tự cho là thông minh nhưng lại không biết bản thân đang trong mê chướng. Nhất là Ngu Ma Dương đó mê mẩn bởi lòng tham, bị hận thù che mắt, nên hoàn toàn không phân biệt được tốt xấu. Nhưng càng lại là loại người này, chúng ta càng nên độ họ. Ta biết ngay là hòa thượng các người hãy mở miệng thì nói độ không nổi thì phải làm sao đây? Chưa chắc. Đó là Phật gia các người nói thôi, ai khách sáo với ông vậy đâu. Ta hằng yêu phục ma, nên giết là giết, nên trảm là trảm, xuống chảo dầu ta cũng không nương tay. Cái con yêu quái kia, hãy nghe cho rõ đây, ngoan ngoãn ra đây cho ta, ra đây gặp Trư Gia Gia người, ra đây đi. Ra không? Không vậy à, phụ ca, nghe giọng điệu của sư phụ thì rất là thương cảm thiết phiến công chúa ha. Hay là mình hãy đừng đánh sơn môn của ả nghe. Sao sư đệ, để đi gọi cửa, không mở thì đánh cho ta. Hả? Đệ hả? Đi đi. Được, xem đệ đi. Vậy đệ mau gọi đi. Dạ, vị sư huynh. Mau gọi đi. Ngư quên, mời ra đây một lát. Ngư quên, nếu như huynh không ngại, mời ra đây một lát. Sao sư đệ? Nếu như mà đệ không ngại, đệ có thể nói tao biết đệ bị gì không? Trời ơi, sư phụ đã nói phải lấy lễ đối người, tiên lễ hậu binh. Nhị sư huynh, huynh nhức đầu hả? Ta không có sao mà ta muốn ngồi yên chút thôi. Ê, ta nói này, sao hòa thượng ngươi có thể gọi hung dữ một chút không? Được, vậy tôi sẽ bắt trước đại sư huynh gọi. Ngưu Ma Dương, ngươi mau ra đây cho ta. Nếu như ngươi còn không chịu ra, ta sẽ cho động phủ của ngươi biến thành bình địa, lột da trâu của ngươi để làm da trống, rút gân trâu của ngươi, vắt nước trâu của ngươi. Ra đây. Sao sư đệ nói vậy thì còn nghe lọt lỗ tai, câu cuối cùng học ta đi không? Được. Mau ra đây. Mau ra đi. Phu quân, phu quân, phu quân trọng thương rồi, chàng không được đánh tiếp nữa. Thiếp gia xin chàng mà phu quân. Tránh ra. Hả? Cả đời ta anh minh không thể hủy trong tích tắc. Không lẽ chàng muốn giết bỏ thiếp thêm một lần nữa sao? Phu nhân, không,
công chúa, tiên nữ, trải qua những chuyện lần này, chẳng lẽ nàng còn chưa hiểu ra sao? Ta không xứng với nàng, ta không đáng để cho nàng vì ta mà hy sinh nhiều như vậy. Nàng hãy đi con đường của nàng, hãy mặc kệ ta đi. Phu quân, phu quân, phu quân! Ngưu Mã Dương, mau ra đây cho ta! Còn không mau ra đây, ta sẽ đánh vào động của ngươi. Ra đây mau! Nếu còn không ra, ta sẽ không khách khí đâu. Ta thật sự không khách khí đâu. Ra đây mau! Báo cáo Tam Thái Tử, Ngưu Mã Dương chạy ra từ sau núi rồi. Hả? Cái gì? Chạy rồi, chạy rồi hả? Ai vậy? Đuổi theo! Hả? Giao quạt ba tiếng ra đi, huynh đệ ta còn có thể cùng nhau uống rượu. Ngươi đó, lấy cái đầu khỉ ngươi ra mà đổi. Hả? Muốn lấy đầu của huynh đệ ta phải hỏi ta có chịu không đã. Nà tra, huynh ấy thần thông quảng đại đó. Đại thánh, đem ta đối phó với hắn đây. Khoan đã, ngươi không nỡ giết hắn sao? Ngưu ca, nghe lời khuyên của đệ đi, mau giao quạt qua tiêu đi. Khỉ đồ, bật mã ô, cái quạt đã bị ta hủy rồi, ngươi giết ta đi. Được, ta sẽ cho ngươi tỏa nguyện, đáng hạ lưu nhân. À, phu quân, không sao chứ? À, đại thánh,
chắc vì tôn thần xin hãy tha mạng cho phu thê chúng tôi. Tôi nguyện giao hoặc ba tiêu của tôi cho các người đây. Tổ yên tâm đi, ta không làm tổn thương Ngu Ca đâu. Đa tạ thúc thúc đã tha mạng. Ta không chỉ đa tạ tổ tổ mà còn phải xin lỗi tổ tổ. Ta phụng ngự chỉ thu phục con trâu này, đưa đi Phật môn tu hành, bây giờ cũng nên đi rồi. Này huynh đệ, lần này cũng nhờ có ngươi đó. Trời ơi, bản lĩnh của ngươi cao cường hơn ta. Ta hàng được hắn sao ngươi không thể chứ? Chỉ vì trong lòng của ngươi còn niệm chút tình nghĩa cách bái 500 năm trước, chỉ tại con trâu này ngu ngốc không hiểu thôi. Thôi, không nói nữa, nếu còn nói tiếp, ta sẽ ganh tị đó. Ta phải đi đây. Người đâu, giải đi. Đợi một chút, quan đã. Cha, cha, con về rồi. Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi. Cha, cha. Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi, là con thật sao? Mẹ có nằm mơ không vậy? Không phải mơ đâu. Mẹ, Hà Nhi bất khuyết. Đứa con bà bối của mẹ, mẹ tưởng sau này không gặp con nữa chứ. Mẹ vì nhớ con mà không màng đến thứ gì cả, tất cả bỏ hết. Mẹ thật sự không thể ngờ lại gặp được con nhanh như vậy đó. Phu nhân. Mẹ, mẹ yên tâm đi, Hà Nhi ở Nam Hải sống rất vui vẻ. Mẹ yên tâm, con càng lớn cả anh Tuân, nhưng mà con, đầu tóc của con. Ta đã nói rồi, cái đầu bán nam bán nữ này chỉ có Bồ Tát mới làm ra được thôi. Phải à? Cái gì chứ, đó gọi là đọ thào bao cả đầu. Mới nhìn không quen thì hơi xấu, nhưng bây giờ nhìn lại rất có ý nghĩa. Hùng ca, Hùng ca, quên coi, quên coi. Trời nóng quá. Nóng quá. Ơi trời, nóng chết đi được. Sư phụ, sư phụ ơi, kêu đại sư huynh mau dập tắt lửa đi sư phụ. Đúng đó. Sư phụ, con đi dập lửa của quả diễm sơn đi. Ngủ không, mau đi đi. Lần này ta không tin là ta không giết được ngươi. Cái này đúng là bảo bối. Bảo bối tốt, tao quạt thêm một cái nữa. Sư phụ à, nếu cứ mưa như vậy một ngày một đêm, ngày mai có thể qua núi rồi. Đúng đó sư phụ. Đợi đã. Quạt ba cái tắt lửa, chỉ thu được một năm ngũ cốc, lửa lại nổi lên, không thể dập tắt được. Vậy thì phải làm sao mới dập được tận gốc lửa này đây? Phải quạt được 7749 lần mới hoàn toàn dập tắt được nó. Quạt 7749 lần à? Được thôi. Ta không tin là ta không thể dập được con lửa này. Ê, bảo bối này lợi hại quá. Những nơi có lửa đều đổ mưa rồi, nơi không có lửa thì trời tạnh. Đúng là kỳ lạ thiệt. Nếu như tẩu không nói cho chúng tôi biết chuyện này, có thể giữ lại ngọn lửa đó để cho bá tánh nơi đây tới cầu xin tẩu, cung phụng tẩu. Bây giờ chúng tôi biết rồi, lửa dập tắt hoàn toàn, tuyệt đường của tẩu. Dù có trả cái quạt lại cho tẩu, sau này bảo quạt cũng chỉ là cái quạt bình thường thôi. Ta không mong các người trả lại quạt cho ta. Thánh Tăng, ta được gặp lại Hồng Hà Nhi, trong lòng đã không còn vướng bận. Những chuyện còn lại là tiếp tục việc còn dở dang, tu thành chính quả. Đa tạ Thánh Tăng điểm quá. A-di-đà-phật. Thiện tai, bần tăng chẳng giúp được gì cho công chúa,
đều do công chúa có tuệ căn thôi. Thiết phiến cáo từ đây. Sao sẽ để coi. Mời đại thánh. Để thương tốt gì đó mà tới đây một chuyến. Ta đành nhận lại vậy. Nè Tổ tổ, Tổ tổ bảo trọng, tiểu đệ đây xin cáo từ. Thúc cũng phải bảo trọng. Quả Diệm Sơn này phải đổi tên thành Phong Lương Sơn rồi. Ở đây gió mát quá trời. Trời ơi, huynh thì mát, nhưng đại sư huynh thì mệt sắp đất rồi kìa. Hả? Hầu ca, ai mà không biết huynh là khỉ đột đánh không chết chứ. Sao biết mệt? Hai đệ chỉ lo đứng đó nói chuyện làm sao mà biết mệt chứ. Các đệ cứ thử như lão tôn cầm cây quạt quạt độ 49 lần xem thử con heo thúi nhà ngươi có biết mệt hay không đây. Các con có biết đạo lý phóng quả thì dễ, dập quả thì khó không? Đúng đó, sư phụ chúng ta nói đúng đó. Dù sao, đệ cũng từng nghe thổ địa nói ngọn lửa này là do huynh phóng. Cái này gọi là tự làm tự chịu, không đáng thông cảm. Người. Cái ngột không phóng là lửa trời hữu tình. Nhưng thứ thật sự cản đường chúng ta lại là lửa hận vô hình. Nếu Ngưu Ma Dương và Thiết Phiến công chúa có thể bỏ qua được chuyện của Hồng Hà Nhi thì trận chiến này có thể tránh được rồi. Thì đó, nếu họ sớm cho đại sư huynh mượn cây quạt thì lửa này đã dập tắt từ lâu rồi. Đúng rồi. Nhưng mà kết quả phân tranh lần này lại dẫn dắt họ đi vào chánh đạo. Sư phụ chúng ta nói như vậy, làm như chuyện này cũng không phải là chuyện xấu gì. Thật ra vạn vật trên đời đều có hai mặt của nó, không có gì là tuyệt đối mà chỉ có tương đối. Sư phụ hy vọng các con dâng đi cảnh tỉnh. Ngô Không nhất thời phẫn nộ đập đổ lò đơn, tạo ra ngọn quả Diệm Sơn dài 800 dặm gây họa nhân gian. Còn lửa hận của phu thê Ngưu Ma Dương cản trở đường đi thỉnh kinh của chúng ta, cho thấy lòng oán hận gây hậu quả khôn lường. Phải tránh, phải tránh. Có nghe chưa hầu ca? Sư phụ của chúng ta bây giờ đang giảng bài Long Hận Thù để cho huynh nghe đó huynh. Còn nữa, tham luyến mỹ sắc, tham rượu tham vui, bỏ vợ bỏ nhà, thật không nên chút nào. Có nghe chưa hả? Sư phụ đang nói phải giới lòng tham là để cho đệ nghe đó. Huynh. Huynh này. Nè, con tự thú, lần này nhất định là nói con rồi. Con thì không có suy nghĩ nhiều như vậy, con rất là ngu si. Đệ giỏi lắm, sợ bị đói cho nên tự thú trước đó. Bây giờ đệ khôn ra nhiều rồi, đánh hắn đi sư huynh. Trời ơi sư phụ, bác giới đệ cũng phải bị đánh đi. Ủa hả, sao huynh đánh luôn á? Đệ đánh đi.